Độc Tôn truyền kỳ Thanh Vân môn, Lâm Nhất. Chương 321, một thanh thẻ tre. Chưa đặt chân vào di tích tông môn mà chỉ nhìn từ xa, hộp đựng kiếm sau lưng đã khẽ chấn động. Lâm Nhất nhanh chóng nghĩ tới truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh. Tử Diên kiếm thánh là ai? Trong thời đại Hoàng Kim xa xưa ấy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt đâu đâu cũng có, hào kiệt nhiều như sao trời. Nhưng dù ở thời đại Hoàng Kim lấy lừng như vậy, tử diên kiếm thánh cũng có thể tung hoành thiên hạ, đánh bại anh tài hào kiệt, tạo nên phong cách của riêng mình. Truyền thừa của ông ta luôn là nơi tìm kho báu được nhiều người hướng đến nhất trong di tích viễn cổ thanh dương giới. Sau nhiều năm qua, advertisement, những ai có thể lấy được một phần nhỏ của truyền thừa tử diên kiếm thánh đều sẽ được lợi cả đời. Truyền thừa nòng cốt chân chính vẫn chưa được phát hiện, phần lớn truyền thừa đều nằm ở khu cấm địa nguy hiểm chưa ai đặt chân đến. Khi giết Diêm Thiên Thụy, Lâm Nhất đã biết được điều này từ miệng đối phương. Hộp đựng kiếm trên lưng hắn được tử diên kiếm thánh dùng một món kỳ vật thiên địa nào đó luyện hóa thành trước đây. Ông ta có thể tung hoành thiên hạ, kiếm thuật vượt trội thì ngoại trừ thiên phú, kỳ ngộ lớn nhất chính là món kỳ vật thiên địa bí ẩn đó. Hộp đựng kiếm chấn động một lát rồi bình tĩnh lại, nhưng nó cũng chỉ hướng cho Lâm Nhất. Advertisement Vèo 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 Hắn không suy nghĩ nữa mà tăng tốc độ chân, thi triển thân pháp chạy vào di tích tông môn. Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng Lâm Nhất cũng chính thức đặt chân lên di tích này. Trong không khí tràn ngập mùi bi thương, sau khi bước vào nó càng hiện rõ hơn, kết hợp với di tích cổ xưa rộng không bờ bến càng thêm hoang vắng và bi tráng. Có không ít bóng người lướt qua trên di tích, hắn đến hơi muộn rồi. Sau khi chính thức bước vào, hắn mới thực sự cảm nhận được sự rộng lớn của di tích này, e rằng phần lớn diện tích vẫn chưa được thăm dò, đang chờ những người đến sau khai quật. Lăng Tiêu Kiếm Các, Ma Nguyệt Sơn Trang và các đại bá chủ của quận Thanh Dương Hẳn đã đến đây từ lâu. Tất nhiên còn có cả vương gia thuộc tứ đại tông tộc. Sau khi vào di tích, cảm giác lo lắng trong Lâm Nhất cũng bình ổn lại. Bầu không khí u buồn cùng với hơi thở xa xưa đầy tang thương khiến hắn rất tò mò và kính sợ nơi này. Trước tiên không cần vội đi tới nơi truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh lâm nhất thả chậm bước chân đi dạo trong di tích để ngắm những bức tranh treo tường không hoàn chỉnh những pho tượng cao chót vót và tòa cung điện đổ nát khi đi ngang qua căn lầu các tồi tàn hắn thấy hứng thú nên vào xem thử nhưng bảo vật có giá trị ở những di tích ngoài rìa đã bị người khác lấy đi hết từ lâu lâm nhất vào đây chỉ để cảm nhận sự huy hoàng của tông môn này trước kia chắc đây từng là phòng luyện đan nào đó trong một căn nhà lầu đổ nát Lâm Nhất nhìn thấy một chiếc lò luyện đan cổ xưa phủ đầy bụi, bề mặt của lò luyện đan có khắc chín hình con rồng, bên trong bị hỏng quá nghiêm trọng khiến linh khí của chiếc lò này bị mất hết, giờ đây chỉ còn lại giá trị hồi tưởng. Audio điện tử võ tấn bền Trên vách tường nứt dạn có một bức tranh không hoàn chỉnh, trong tranh là một đồng tử đang hái thuốc. Nhìn động tác hái thuốc, Lâm Nhất ngẩn người, trông nó khá giống dẫn linh quyết mà hắn tu luyện nhưng công pháp mà đồng tử này tu luyện chắc chắn còn cao siêu hơn dẫn linh quyết của hắn vô số lần. Phù! Hắn phất nhẹ ống tay áo, một cơn gió màu xanh thổi qua quét sạch bụi bặm bám trên lò luyện đan. Chiếc lò luyện đan cổ xưa lập tức hiện ra trọn vẹn trước mặt lâm nhất, nhìn có vẻ khoáng đạt và tráng lệ. Bụi bặm được phủi sạch, một luồng linh vận mạnh mẽ phát ra từ lò luyện đan. Ánh mắt lâm nhất trở nên say mê, hắn không kìm được giật mình. Bùm! ngay sau đó chiếc lò luyện đan đã mất hết linh khí trượt nổ tung cho bụi tạt vào mặt lâm nhất bụi bặm đầy đầu làm hắn trông hơi buồn cười loạt xoạt tiếng bước chân dồn dập hướng về nơi này vài tên võ giả tiên thiên bị tiếng nổ làm kinh động lần lượt chạy tới khi nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc liên tục ho ra bụi của lâm nhất họ đều bật cười thiếu niên nơi này sẽ không có thứ gì tốt đâu một võ giả trung niên nhìn lâm nhất cười bảo những nơi ngoài rìa vốn không có nhiều bảo vật và đã bị người ta lấy hết từ mấy trăm năm trước rồi đâu còn phần cho chúng ta cứ tưởng có động tính gì thì ra chỉ là một chiếc lò luyện đan tồi tàn mấy thứ này nhìn như hoàn chỉnh nhưng trên thực tế chạm vào là vỡ ngay mấy tên võ giả tiên thiên lần lượt lên tiếng đồng thời giải thích cho lâm nhất hắn lau bụi trên mặt cười ngượng ngùng ta cũng không ngờ mới sơ ý một chút đã hít phải mấy hơi bụi ha 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 nghe lâm nhất tự giễu mình những người khác đều phì cười vừa bất cần một chút đã bị cười nhạo trong lòng lâm nhất cũng không biết làm sao lâm huynh đệ khi đã lau sạch bụi mấy người nhìn thấy mặt lâm nhất thì lập tức biến sắc hóa ra là lâm nhất huynh đệ vừa rồi đã thất lễ lâm công tử sao huynh đến muộn thế ta thấy các đại bá chủ quận thanh dương và mấy người lăng tiêu kiếm các đi tới khu vực trung tâm lâu rồi Nghe nói mấy ngày trước Lâm Công Tử vừa lấy được một viên huyền đan, còn giết ông lão tiên thiên lục khiếu, thực lực này thực sự khiến người ta phải kính nể. chương 322, Tử Diên Kiếm Thánh Âm, uhm, trước mặt Lâm Nhất có ba cái trụ đá chậm rãi từ trong đạo đài nhô lên. Trên mỗi trụ đá đều được đặt một hộp bảo khố, phong cách cổ xưa tang thương lâu đời. Ba hộp bảo khố này chắc để đựng truyền thừa chính của Tử Diên Kiếm Thánh nhỉ. Một đường chật vật lảo đảo, không ngờ đến cuối cùng vẫn đi được đến đây. Sau khi kích động, tâm trạng Lâm Nhất dần dần bình tĩnh lại. Hắn bước lên trước, mở hộp bảo khố ở chính giữa ra. Kết quả bên trong trống không, chẳng có gì cả. Advertisement. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, lại mở tiếp hai hộp bảo khố bên cạnh, cũng đều không có gì. Truyền thừa chính của tử diên kiếm thánh sớm đã bị người ta lấy đi rồi, chỉ để lại cho hắn ba chiếc hộp không. Lâm Nhất suy nghĩ thất thần, nhìn ba chiếc hộp không nhất thời không biết nên nói gì. Rốt cuộc vẫn bị người khác đi trước một bước, một hồi lâu sau Lâm Nhất mới lắc đầu, khẽ than một câu, coi như đã chấp nhận số phận. Thanh dương giới được phát hiện ít nhất đã vạn năm, không biết đã mở ra bao nhiêu lần, truyền thừa của tử diên kiếm thánh bị người ta lấy đi mất cũng không có gì ngạc nhiên. Advertisement Vù 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 Nhưng đúng lúc Lâm Nhất đang định rời đi thì hộp kiếm sau lưng lại lần nữa rung lên. Lại nữa, lâm nhất tỏ ra không hiểu truyền thừa của tử diên kiếm thánh đã bị người khác dọn sạch rồi tại sao hộp kiếm vẫn rung động như vậy lẽ nào vẫn còn chi tiết nào mà ta chưa phát hiện ra ư ánh mắt hắn lóe lên một mạt tinh quang lâm nhất lần nữa quan sát kỹ càng đi đi lại lại mấy vòng trên đạo đài rộng lớn không bỏ qua bất cứ dấu vết để lại nào nhưng vẫn tốn công vô ích không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ đột nhiên thoáng liếc mắt nhìn Lâm Nhất nhìn thấy ảo ảnh tử băng diên tước bao phủ cả đạo đài. Tử băng diên tước trong suốt óng ánh chính là một ảo ảnh không có thực thể, nhìn trông rất hoa lệ tuyệt đẹp, trên thực tế lại không có bất cứ dao động linh lực nào. Lâm Nhất sờ cầm, trầm tư nói, lẽ nào ảo ảnh này có liên quan đến tử băng diên tước trên hộp kiếm của ta? Thử xem sao. Lâm Nhất chợt khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại, thôi động linh nguyên kim sắc rực cháy trong người không ngừng thâm nhập vào hộp kiếm. Trong hộp, tử băng diên tước bên ngoài hộp kiếm nháy mắt thành hình, chậm rãi huy động hai cánh. Khoảnh khắc tử băng diên tước trên hộp kiếm vỗ hai cánh, ảo ảnh bao phủ cả tòa đạo đài dường như đang sống lại. Cùng lúc xòe hai cánh ra vỗ, một âm thanh cực lớn nổ ra, cả tòa đạo đài nâng lên không chung. Không ngừng dâng lên trong lăng mộ tĩnh mịch. Cảnh tưởng trước mắt lâm nhất lập tức thoáng qua, không ngừng hiện lên, không gian xung quanh dần dần trở nên méo mó. Cuối cùng ngưng tụ thành một cột lốc xoáy, hút cả tòa đạo đài vào trong đó. Xôn sao? Mắt lâm nhất sáng lên, trong tầm nhìn xuất hiện một vùng minh mông tối đen, minh mang vô biên, dao động mãnh liệt. Ma hải. Mảng biển đen ngòm trước mặt chính là do toàn bộ ma khí hội tụ mà thành, so với ma khí trong lối vào cửa động còn khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Tử băng diên tước đưa cả tòa đạo đài bay đến giữa trung tâm ma hải rồi ầm ầm hạ xuống. Nhất thời, dưới sự chân áp của đạo đài, ma hải không ngừng chìm xuống, Tốc độ có thể thấy bằng mắt thường đang điên cuồng chìm xuống. Cuối cùng tất cả ma khí đều bị chân áp xuống dưới. Một cánh đồng hoang vô ngưng tụ trong 10 cỗ thi thể quỷ dị giống như người thường xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất. Đây, Lâm Nhất há miệng, kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Cả một vùng ma hải minh mông vô bờ, đáng sợ đến mức khiến người ta khó thở lại chỉ xuất phát từ 10 cỗ thi thể. Sau khi chết vẫn còn có thể có lực phá hoại đáng sợ như vậy vậy những thi thể này khi còn sống có thực lực khủng bố cỡ nào chứ? lẽ nào thịnh thế hoàng kim đã từng rất huy hoàng đó chính là bị hủy trong tay những thi thể không biết rõ lai lịch này? trong lúc lâm nhất còn đang ngạc nhiên bất định, ảo ảnh tử băng diên tước bao phủ cả tòa đạo đài đột nhiên ngưng tụ ra một thân ảnh lão giả xếp bằng ngồi trong không trung. ầm, um, lão giả mạnh mẽ quay người lại, đôi mắt như biến hóa ra dị tượng vô số tinh thần sinh sôi rồi hủy diệt cuồn cuộn vô tận sâu trong đôi mắt đó cất giấu một thanh kiếm quang còn trói mắt hơn cả ngân hà lâm nhất chỉ nhìn một cái đã cảm giác hồn phách như đang bị kiếm quang này đâm thủng vậy sắc mặt hắn lập tức tỏ ra hoảng hốt sợ hãi vội thu hồi ánh nhìn vãn bối lâm nhất bái kiến tử diên tiền bối không biết tiền bối vẫn khỏe mạnh vô tình quấy dày mong người lượng thứ đến lúc này đương nhiên lâm nhất đoán ra được lão giả trước mắt đây chính tử diên kiếm thánh năm đó một người một kiếm tung hoành thiên hạ rồi trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi khó hiểu, tử diên kiếm thánh lại vẫn còn sống. Khỏe mạnh, lão phu đã quên mất mình chết được bao nhiêu năm rồi. Những gì ngươi thấy chẳng qua chỉ là một mà tàn hồn mà thôi. Cho dù mà tàn hồn này có nhìn thấy ngươi thì cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Thân sắc của tử diên kiếm thánh rất hiền hòa, khẽ cười nói, người không cần phải sợ ta, vừa nãy ta chỉ muốn thăm dò một phen xem căn cốt và võ hồn của ngươi thế nào thôi trong lòng lâm nhất thở vào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt chợt trở nên dao động bất thường thăm dò căn cốt và thiên phú tiền bối tử diên rõ ràng muốn lựa chọn truyền nhân nhưng căn cốt của hắn có thể lọt được vào mắt của đối phương không hắn liền có chút bất đắc dĩ nói căn cốt của vãn bối e là không bằng một phần một vạn so với tiền bối tàn hồn của tử diên kiếm thánh trầm ngâm nói căn cốt quả thực không tốt nhưng rốt cuộc thì vui mừng vẫn nhiều hơn thất vọng vui mừng nhiều hơn thất vọng thậm chí trong người ngươi còn có vài bí mật mà lão phu cũng không thể nhìn thấu được. Chương 323, một thanh thẻ che hai. Hai tháng trước, nhờ vào huyết sắc truy sát lệnh của huyết vân môn mà rất nhiều người biết đến Lâm Nhất. Mấy ngày gần đây, hắn tìm được dung nham chi tâm bát phẩm và long vân quả, lại thêm cuộc chiến với Mai Tử Họa đã sớm truyền khắp quận Thanh Dương. Cái tên Lâm Nhất có thể coi như đã vang dội khắp Thanh Dương. Hơn nữa, mới đây hắn lấy một địch hai với mai tử hỏa và huyết đồ, thiếu niên nhiệt huyết càng khiến người ta được mở mang tầm mắt. Xưa nay ở quận Thanh Dương, kẻ mạnh là vua, họ chỉ tôn trọng kẻ mạnh, không phân biệt xuất thân và cũng không màng tuổi tác. Thực lực của Lâm Nhất đủ để làm họ tin tưởng và tâm phục khẩu phục. "Khách sáo, khách sáo." Lâm Nhất gãi đầu, cảm thấy hơi mất tự nhiên khi được khen ngợi, hắn không ngờ mình đã nổi tiếng đến vậy. Tự Dương hít bụi lại làm một nhóm người thất lễ chúng ta sẽ không làm phiền lâm công tử ngắm bụi cáo từ võ giả trung niên ôm quyền sau đó cùng những người khác đi trước advertisement ngắm bụi lâm nhất cười xấu hổ không phải sao trong căn phòng tồi tàn này chỉ có bụi với bụi những người này nói chuyện thật hài hước sau khi họ đi lâm nhất nhấc chân chuẩn bị đi theo hắn cũng không thể ở lại đây ngắm bụi đâu nhỉ ơ ờ, lò luyện đan biến thành một đống bụi nhìn như gò đất nhỏ nhưng hình như bên trong có vật gì đó lồi ra. Advertisement. Lâm Nhất dừng bước, quay lại rút thứ nhô lên này ra. Xoạt. Một thanh thẻ tre được hắn rút ra. Lạ thật, ngay cả lò luyện đan chế tạo từ thần liệu cũng biến thành bột phấn theo thời gian, không ngờ một thanh thẻ tre mà lại vẫn hoàn chỉnh không sứt mẻ gì. Sau khi xác định thẻ tre vẫn còn cứng, Lâm Nhất nhẹ nhàng lau sạch bụi bặm trên thẻ. Bốn chữ cổ huyền chuyển xuất hiện trên thẻ tre. Chữ cổ khác với kiểu chữ bây giờ, Lâm Nhất chỉ biết cao mày nhìn, mãi không nhận ra được chữ đầu tiên. Hắn đành phải bỏ qua, chữ thứ hai có thể ngờ ngợ nhận ra, đây hẳn là chữ Nguyệt hoặc Mục. Chữ thứ ba không thể xác nhận, chữ cuối cùng thì rất dễ nhận biết, đó là chữ Hỏa. Lâm Nhất lắc đầu, thông tin quá ít, vẫn không thể xác định. Sau một lúc suy tư, hắn ngưng tụ một sợi linh nguyên rót vào trong thẻ tre. Nặng thật, khi một sợi linh nguyên vừa được rót vào, thanh thẻ tre trở nên cực kỳ nặng, với khí lực 2.5 vạn cân của lâm nhất cũng không thể chịu được. Sau đó thẻ tre bị trượt khỏi tay hắn, rơi nhanh xuống đất. Bịch! Khi thẻ tre tiếp đất lập tức tạo ra tiếng nổ rung trời, khiến căn nhà lầu cổ xưa tồi tàn đổ sập ngay tại chỗ. Đồng thời, tất cả lầu các trong phạm vi 10 dặm cũng sụp xuống vì cú chấn động này. Âm! Uhm. Lâm nhất nhặt thẻ tre lên, lại chui ra ngoài đi vội vã như bay trong bộ dạng bụi bặm đầy người. Nếu bị người khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng này nữa thì hôm nay coi như thực sự mất mặt. May mà chỗ này ở ngoài rìa, mặc dù tiếng động lớn nhưng không thu hút nhiều người đến. Cũng không gây xôn xao nghiêm trọng, họ chỉ nghĩ do ai đó vô ý chạm vào cấm chế. Chuyện này cũng rất thường gặp trong di tích viễn cổ. Sau khi chạy đi xa, Lâm Nhất mới chậm rãi dừng lại, lấy thẻ che ra tiếp tục quan sát thẻ che cổ xưa hằn sâu dấu vết của năm tháng bí ẩn khiến người ta nghĩ mãi không ra. sốt cuộc là bảo bối gì đây? nhưng nếu không nghĩ ra thì ta dùng nó như ám khí vậy, chỉ sợ người thường cũng không cản được. lâm nhất lẩm bẩm cất nó vào túi chữ vật. kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện túi chữ vật rất bài xích thứ này hoàn toàn không thể cất nó vào. quái lạ, chẳng lẽ nó là bí bảo không gian? lâm nhất không còn cách nào khác, đành phải mang nó theo bên mình giữ cẩn thận thứ này chắc chắn không đơn giản, sau này hiểu biết nhiều hơn cần phải nghiên cứu kỹ lại. Đã đến lúc tới nơi truyền thừa của tử diên kiếm thánh rồi. Sau hai lần hít bụi liên tiếp, Lâm Nhất không còn tâm trạng đi dạo nữa, quyết định hướng đi rồi tăng tốc. Khai thông cước khiếu cộng thêm tu vi cuồn cuộn, giờ đây Lâm Nhất chỉ cần nhảy nhẹ lên là có thể lên cao tới trăm trường. Nếu cần thiết thì kết hợp với kỹ xảo vừa rắn vừa mềm, khi tung quyền cước có thể cậy vào nhu kinh cách này sẽ giúp hắn tạm dừng trên không trong khoảng 5 phút. Nhìn từ xa, Lâm Nhất như đang bay lượn, xuyên qua phía trên di tích tông môn rộng lớn này. Những di tích cổ xưa lướt qua như một tia sáng hiện lên trước mắt hắn, nhiều tòa cung điện xa xưa đầy thăng trầm của năm tháng khiến lòng người yêu tư, cảm thán sự lớn mạnh và vô song của tông môn này trước kia. Càng vào trung tâm, bóng dáng võ giả có thể nhìn thấy cũng dần nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn có tiếng đánh nhau kịch liệt, khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Lâm Nhất không dừng lại mà liên tục chạy nhanh. Sau hai canh giờ dòng rã, hộp đựng kiếm trên lưng hắn lại rung lên. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phương xa, cách đó mười dặm là những ngọn núi cao ngất, núi thẳng như kiếm, tựa như những lưỡi dao sắc bén đâm vào mây xanh, xuyên thủng bầu trời. Hơi thở cổ xưa và uy nghiêm tỏa ra từ dãy núi kia, chỉ nhìn một lát Lâm Nhất đã cảm thấy mắt đau nhức. Ánh sáng thật chói mắt. Không sai những ngọn núi cao ngất đó chính là nơi truyền thừa của tử diên kiếm thánh. Một tia sáng lóe lên trong mắt lâm nhất, hắn khẽ quát đi. Cơ thể như thỏ, di chuyển như sấm sét, hắn chỉ mất thời gian khoảng vài chục phút để đi được 10 dặm. Vèo vèo vèo. Vừa đến gần đã có hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía lâm nhất, trông có vẻ không mấy thiện cảm. Họ đều là võ giả cùng nhau đồng hành đến đây từ khắp nơi, họ cực kỳ đề phòng mọi người ngoại trừ đồng đội của mình rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí ở đây lạnh nhạt hơn nhiều so với khu vực rìa di tích lâm nhất lẻ loi một mình nhưng không ai dám gây sự với hắn hắn đã thể hiện thực lực của mình trong cuộc chiến với mai tử họa và huyết đồ trước đó một người dám ra tay đánh nhau khi đối mặt với huyết phân môn và kim diệm tông nếu không liên quan tới bảo vật thì không ai dám tùy tiện đắc tội hình như là nơi này nhưng lối vào chân chính làm hộp đựng kiếm chấn động đang ở đâu lâm nhất nghĩ thầm trong lòng sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Chương 324: Vô hại. Nơi truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh có 18 ngọn núi cao vạn trượng, thẳng tắp như kiếm, xuyên thủng tầng mây. Sau khi đến gần mới phát hiện những ngọn núi tựa kiếm này nằm ở các hướng khác nhau, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Một luồng kiếm thế đáng sợ tản ra từ các ngọn núi, bao trùm lên cả thiên địa. Bên trong là những di tích không hoàn chỉnh nối liền, vô số tòa kiếm các pho tượng và tháp cao bị sụp đổ. Từ rất lâu trước kia, đây có lẽ là nơi mà đệ tử tông môn này luyện kiếm. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng chấn động, mấy chục nghìn đệ tử cùng nhau luyện kiếm ở đây. Kiếm ý của kiếm khách kết hợp với kiếm thế của núi non bốn bề, không biết cảnh tượng ấy hùng tráng như thế nào. 18 ngọn núi cao vạn trượng ngầm ẩn đại thế thiên địa, càng giống một kiếm trận vô song hơn. Có lẽ kẻ địch mà kiếm trận này phải đối phó quá mạnh. Advertisement các võ giả tiên thiên đến đây tựa như những con kiến không được coi trọng chui qua khe hở là có thể dễ dàng đi vào trong nhìn chung quanh nhiều người đang không ngừng tìm kiếm trong khu di tích trong mắt họ phát ra ánh sáng cực nóng mong muốn tìm được chút dấu vết chỉ cần tìm được một góc nhỏ có giá trị là có thể được lợi cả đời dù chính họ không thể sử dụng lấy đi đấu giá cũng kiếm được một khoản tiền lớn nhưng lâm nhất không quan tâm những điều này thứ có thể nhìn thấy chỉ là bề ngoài thôi điều hắn thực sự quan tâm là thứ gì đã khiến cho hộp đựng kiếm phải rung lên ở nơi truyền thừa này. Advertisement. Chỉ cần có thể tìm được, có lẽ hắn có thể tiến vào nơi truyền thừa chính của tử diên kiếm thánh. Đồ bên trong với những thứ cạnh góc ngoài này khác biệt như ngày và đêm. Lâm nhất cứ bước đi không mục đích, đợi chờ hộp đựng kiếm sau lưng lại có phản ứng, chỉ ra một con đường rõ ràng cho hắn. Nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, diện tích khu này quá rộng, đi bảy. 8 ngày cũng chưa chắc có thể đi hết. Sau hơn nửa canh giờ, hộp đựng kiếm vẫn chưa có động tĩnh gì. Nó sẽ ở đâu chứ? Ánh mắt lại bắt đầu dò xét, Lâm Nhất xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Đứng lại cho ta. Đừng chạy. Để Ngọc giản lại. Đúng lúc này, một loạt tiếng kêu gào ồn ào truyền vào tai. Lâm Nhất xoay người lại nhìn, một người bê bết máu, cầm chặt thứ gì đó trong tay, bỏ chạy như điên đằng sau có hơn 10 người đuổi theo, nhìn có vẻ phải bắt cho bằng được. Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều cảnh tương tự trong di tích viễn cổ này, hắn đã chẳng còn ngạc nhiên. Ở thanh dương giới, thứ đáng sợ hơn yêu thú luôn là lòng người, điều khó khăn hơn việc tìm được dị bảo luôn là giữ bảo bối thong dong ra ngoài. Mỗi món bảo vật được mang ra từ thanh dương giới đều bị vấy không biết bao nhiêu máu người. Lâm Nhất điềm tĩnh nhìn người nọ chạy về phía mình, sau đó nghiêng người, nhường đường cho hắn ta phụt. Nhưng người nọ lại hộp máu, ngã phịch xuống đất ngay trước mặt lâm nhất 100 mét. Một thanh đoạn kiếm cắm sau đầu hắn ta, thân kiếm đâm sâu vào đầu. Hắn ta ngã xuống, một luồng kiếm thế kinh khủng bỗng phát ra từ lòng bàn tay hắn ta rồi bay loạn xạ. Món bảo bối mà hắn ta giữ chặt trong tay thoát ra ngoài. Nó bay thẳng về phía lâm nhất. Trong chớp mắt, khi thấy miếng ngọc giản ẩn chứa kiếm thế cuồn cuộn sắp bay ra khỏi tầm nhìn của hắn lâm nhất suy nghĩ nhanh như chớp trước mắt xuất hiện hai lựa chọn bắt lấy ngọc giản hứng chịu cơn giận của nhóm người phía sau làm xáo trộn kế hoạch tìm nơi truyền thừa chính của hắn chọn từ bỏ để miếng ngọc giản bay qua không để ý tới nhóm người này hắn lập tức đưa ra quyết định lý trí nhất từ bỏ việc nhỏ không nhẫn việc lớn ắt sẽ hỏng truyền thừa chính vẫn quan trọng hơn dù miếng ngọc giản trước mắt có tốt đến đâu thì cũng chỉ là mây bay so với truyền thừa chính thôi. Nó chỉ là mây bay, ta cần gì phải để ý. Lâm Nhất vừa mới quyết định xòe tay chộp lấy miếng ngọc giản bay ngang qua trước mặt. Trong lòng đưa ra quyết định lý trí nhưng cơ thể lại có phản ứng thành thật nhất. Không lấy mới là lạ. Vèo vèo vèo. Nhóm người đuổi theo đồng thời tiếp đất, sau khi nhìn thấy Lâm Nhất, họ đều khẽ giật mình, trong mắt có chút kiêng rẻ. Mai Tử hỏa vào huyết đồ, ai trong số họ cũng là kẻ tàn nhẫn có tiếng ở quận Thanh Dương. Nhưng đối phương là Lâm Nhất, kẻ dám gây hấn với hai người này cùng lúc, họ không kiêng rẻ cũng khó. Lâm Công Tử, huynh đệ chúng ta đã đuổi theo miếng ngọc giản này cả buổi, người cứ thế cướp nó thì không hay lắm. Đứng đầu là một đại hán mặc áo vàng, gã nhìn Lâm Nhất, trầm giọng bảo. Lâm Nhất nhìn qua, trong hơn 10 người, thấp nhất cũng là tiên thiên tứ khiếu, đa số là tiên thiên ngũ khiếu, còn gã đại hàn áo vàng có hơi thở rất mạnh, không yếu hơn Mai Tử Họa bao nhiêu. Bên hông gã còn dắt vài thanh đoản kiếm, đòn chí mạng của người nọ vừa rồi hẳn là xuất phát từ tay gã. Lâm Nhất cười khổ, ta cũng không muốn gây sự, nhưng cái tay này không nghe ta bảo gì cả, hay ta chặt nó giúp ngươi nhé. Gã đại hàn áo vàng nghe vậy thì thở phào, gật đầu cười, có thể hiểu mà, dù sao miếng ngọc giản này cũng lấy từ kiếm các, sức cám dỗ khó cưỡng được. Nếu Lâm công tử không muốn gây sự thì mọi chuyện đều dễ dàng. Kiếm Các, lòng Lâm nhất dao động. Trong vô vàn di tích vẫn còn khá nhiều gian kiếm các cao vút chưa bị sụp đổ. Kiếm Các coi như là nơi duy nhất có khả năng xuất hiện bảo vật ở bên ngoài di tích. Nhưng những nơi đó đều là cấm địa ngập tràn kiếm uy đáng sợ, ai vào chỉ có một con đường chết. Võ giả đến đây tìm vận may nhiều vô kể, nhưng người thực sự dám xông vào đã ít càng thêm ít. Ta nghĩ thế này Lâm công tử trả lại ngọc giản, huynh đệ chúng ta sẽ dùng tiên thiên đan bồi thường cho ngươi, thế nào, gã đại hán áo vàng cười rồi nói tiếp, chúng ta không cần chặt tay ngươi, ngươi cứ xòe tay ra là được. Lâm nhất nhếch miệng cười sán lạn, nghe cũng ổn đó, vậy ngươi qua đây lấy đi. chương 325, đại hán áo vàng bị lừa. Dễ dàng vậy sao? Trong mắt đại hán áo vàng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng lại nhìn thấy nụ cười rất chân thành trên gương mặt thanh tú của Lâm nhất không giống như giả vờ. Nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên 15, 16 tuổi, chắc không có quá nhiều tâm cơ đâu. Mười mấy người chúng ta nếu như cùng chung sức tấn công thì thực lực của hắn có mạnh thế nào cũng không chiếm được ưu thế. Với sự thông minh của hắn có lẽ đã nhìn ra được tình hình trước mắt. Nghĩ như vậy, đại hàn áo vàng cười nói, "Được, vậy ta qua đó nhé. Các ngươi quan sát đó, chờ ta lấy được ngọc giản thì lập tức ra tay làm thịt hắn, huyết vân môn sẽ trọng thưởng người nào bắt được hắn." Nửa câu sau cực kỳ nhỏ tiếng, âm thầm giao phó. Advertisement. Những người khác gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, sát khí ẩn giấu trong ánh mắt. Đám người này chiếm được ưu thế nên sao có thể nhượng bộ? Chủ nhân của Ngọc Giản trước đó chết thảm, từ đó nhìn ra được đám võ giả tiên thiên này giết người không chớp mắt, căn bản sẽ không biết bất cứ đạo nghĩa nào. Lâm Nhất thấy đối phương đi tới, trong lòng không ngừng tâm niệm, không được ra tay, không được ra tay an tâm tìm truyền thừa. Đại hàn áo vàng ban đầu còn tương đối thận trọng, cẩn thận dè dặt, nhưng càng đến gần lại càng thả lỏng hơn. Hắn ta đứng trước mặt lâm nhất không cảm nhận được bất cứ sát khí nào. Đến lúc tiếp cận cánh tay đang rỗi ra đó, đại hàn áo vàng cười nói, lâm huynh đệ, người có thể buông tay ra rồi. Advertisement. Được. Lâm nhất sứt lời liền mở lòng bàn tay ra, kiếm thế cuồn cuộn lập tức ẩm ẩm bạo phát, ngọc giản đồng thời bay lên không chung. Cũng chính vào khoảnh khắc này, đại hàn áo vàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ánh mắt toát lên vẻ tham lam, vươn tay ra định với lấy. Quyền kiếm hợp nhất, nhưng bàn tay mở ra đó nhanh chóng khép lại, nắm chặt lấy ngọc giản lần nữa, siết chặt lại thành nắm đấm. Sợi kiếm quang đoạn kiếm võ hồn phối hợp đó trong khoảnh khắc bay ra, kết hợp với khí lực 5 vạn cân của lâm nhất. Thình thịch, đại hàn áo vàng bất ngờ không kịp phòng ngự bị một quyền này đánh bay đi ngay tại chỗ, sau khi rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn ôm lấy ngực, tràn ngập lửa giận mà lại nôn tiếp ra một ngụm máu tươi nữa, nhìn về phía Lâm Nhất gào lên, ngươi lừa ta. Lâm Nhất bất đắc dĩ cười, nói cho người rút lui ngươi không làm, ta cũng hết cách. Bàn tay ti tiện này ta thật sự không thể khống chế. Làm thịt tên xúc sinh này đi, đại hàn áo vàng nằm trên mặt đất, gào lên đến nứt cả phổi. Một trường đó của Lâm Nhất gần như đã lấy đi nửa cái mạng của hắn ta, thực lực của hắn ta chỉ cần chúng vào nhược điểm là sẽ chết ngay. Ngẫm lại, đại hàn áo vàng đổ mồ hôi lạnh, vậy mà còn tin vào sự khờ dại của đối phương. Thằng nhãi con này ra tay suýt chút nữa đã lấy cái mạng của hắn ta rồi. Nhìn mười mấy võ giả tiên thiên lao tới, lâm nhất không nghĩ nhiều, hai tay kết ấn đẩy mạnh ra một cái. Bất diệt kim cương ấn. Một vòng lửa rực rỡ mang theo sự phẫn nộ của kim cương phục ma điên cuồng bạo phát mười mấy người đánh tới sắc mặt khẽ biến đều biết ngọn lửa kim sắc cương mãnh bá đạo này không thể khinh thường nên lần lượt thu chiêu ra tay chống đỡ phốc tiên thiên ngũ khiếu còn đỡ chỉ có tiên thiên tứ khiếu thì khóe miệng đều tràn ra một tiêm máu cơ thể không ngừng bạo lui lâm nhất dây dưa với đám người này cũng không định liều mạng với họ kết quả chỉ khiến hai bên cùng thiệt mà thôi lắc mình một cái hắn xông về phía võ giả tiên thiên tứ khiếu đang điên cuồng lùi lại mở ra một lỗ hổng rồi xuyên qua. Thình thịch, đại hàn áo vàng vừa nãy còn chật vật đứng lên, bị lâm nhất xuyên tới đánh một trưởng nữa lên ngược lại nằm vật xuống. Phốc, đại hàn áo vàng hộp máu miệng, trong máu còn lẫn không ít mảnh vỡ của lục phủ ngũ tạc, một thanh đoàn kiếm đồng thời đặt ngang lên cổ hắn ta. Hắn ta trợn mắt lên nhìn, chính là lâm nhất đã rút ra đoàn kiếm ở bên hông của hắn ta, đang cười híp mắt nhìn hắn ta. Ngũ quan thanh tú của Lâm Nhất vô cùng sạch sẽ, Kết hợp với làn da trắng nõn, lúc cười lên rất đẹp, đôi mắt trong suốt như nước. Nhưng nụ cười này trong mắt đại hán áo vàng lại giống như ác ma khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trước đó, hắn đã bị chính nụ cười này đánh lừa. Đại ca, đám người đằng sau hoàn toàn ngây ngốc, không ngờ Lâm Nhất lại quyết đoán như vậy, không bỏ chạy cũng không chém giết với họ, mà lại trực tiếp áp chế đại hán áo vàng. Tất cả đừng ra tay. Trên cổ bị lưới kiếm lạnh lẽo kề sát tính mạng đại hán áo vàng như sợi mảnh treo chuông, tim như nhảy lên tận cổ họng, sắc mặt trắng bệch. Lâm huynh đệ, ta biết với thực lực của ngươi sau khi đã thương bọn ta chắc chắn có thể ung dung rời đi. Ngươi giữ lấy ngọc giản cũng được, không cần thiết phải đuổi cùng giết tận đâu. Đại hán áo vàng tim đập thình thịch, nịnh nọt lâm nhất một câu trước đã, sau đó mới cẩn thận xin tha mạng. Lâm nhất ngồi sổm, khẽ mỉm cười, di chuyển thanh đoản kiếm trên cổ đối phương, tùy tiện chơi đùa nhưng đại hàn áo vàng căng như dây đàn lại không hề có bất cứ sự thả lỏng nào, chỉ cần đối phương chưa rời đi, với trạng thái hiện tại của hắn ta thì bất cứ lúc nào cũng có một vạn cách giết chết hắn ta. Thanh đoản kiếm này hình như đã được tẩm độc, giết chết bao nhiêu người rồi, không đầu không cuối hỏi một câu khiến đại hàn áo vàng trong lòng căng thẳng, nếu như Lâm Nhất muốn thay trời hành đạo thì sao? Hắn ta lắp bắp trả lời, Lâm Công Tử, ta. Ta đang hỏi người đó, sao lại lắp bắp thế, sắc mặt lâm nhất lạnh lùng, trầm giọng quát lên. Được tầm độc, nọc độc của tử văn xà, tiên thiên ngũ khiếu trở xuống dính phải là chết, cho dù là tiên thiên thất khiếu sau khi bị đâm túng cũng không dễ chịu. Nhưng thanh đoạn kiếm này ta cũng chỉ có sáu thanh, thật sự chưa giết được bao nhiêu người, lâm huynh đệ muốn thay trời hành đạo. Thấy sắc mặt lâm nhất trở nên lạnh lùng, dọa cho đại hán áo vàng nhảy dựng lên, mồ hôi chán túa ra chảy tong tỏng, cẩn thận trả lời. Ha ha, không tệ, ta muốn có nó. Lâm Nhất mỉm cười, hàn ý trên mặt nháy mắt biến mất, không khách sáo lấy luôn cả thanh đoản kiếm của hắn ta để vào trong túi chữ vật. Đại hàn áo vàng lập tức câm nín, hóa ra là tới cướp bóc còn tưởng đối phương muốn thay trời hành đạo giết chết hắn ta. chương 326, Đại chỉ thần kiếm. Huyết vân môn. Trong lòng Lâm Nhất hơi dao động, đột nhiên nhớ đến lời nói của thiếu chủ quang minh các trước khi phòng ấn chưa mở ra đối phương không hoàn toàn nói rõ ra, nhưng cũng ngầm ám thị rằng huyết vân môn và quang minh các đều mang theo huyền khí thượng phẩm đến là vì bảo khí. Bảo khí là một bí bảo đẳng cấp hoàn toàn vượt qua huyền khí, uy lực cực kỳ khủng bố. Là thứ có thể khiến cường giả cảnh giới huyền võ cũng phải kiêng kỵ. Lẽ nào, huyết vân môn có cùng mục đích với ta? Chỉ qua vài lời nói của Diêm Thiên Thụy, Lâm Nhất cũng có thể phán đoán ra, tông môn này đã tìm kiếm truyền thừa tử Diên kiếm thánh rất lâu rồi hiểu biết về nó vượt xa người ngoài. Kiếm các ở vị trí nào? Advertisement. Đi về hướng bắc chừng 7-80 dặm là tới rồi, nhưng ta không dám bảo đảm, cấm chế giờ đã khôi phục lại hay chưa? Thấy thần sắc lâm nhất trở nên nghiêm trọng, đại hàn áo vàng rè dặt lo sợ nói. Cấm chế còn khôi phục lại được sao? Lâm nhất có chút đam chiêu, không biết bản thân có khả năng mở được cấm chế hay không? Lâm công tử, có thể thả ta ra được chưa? Phốc, Xuất lời, đoạn kiếm trong tay Lâm nhất không chút báo hiệu trước cắm chặt vào trong lòng bàn tay hắn ta, ghim lên trên mặt đất. Advertisement. Tự cầu nguyện đi. Bình thản nói một câu, Lâm nhất băng băng lao đi về phía Bắc. Mau đưa thuốc giải cho ta. Đại hàn áo vàng đau đớn kêu lên thảm thiết, mấy người phía sau hoảng hốt vội vàng chạy tới. Âm thanh hoảng loạn phía sau từ từ biến mất, sắc mặt Lâm nhất không chút gợn sóng hắn đương nhiên không quan tâm đến sống chết của đại hán áo vàng trước mắt chỉ lo lắng người của huyết vân môn sẽ đến trước một bước sau hai canh giờ một tòa kiếm các cao ngất hiện ra trong tầm nhìn của lâm nhất kiếm uy cường đại cách vài dặm vẫn có thể cảm nhận được uy thế khủng bố từ từ dừng lại lâm nhất nheo mắt quan sát trầm ngâm không nói hiện tại bên trong rất nhiều tông môn lớn mạnh đều lưu giữ kiếm các kiếm các bình thường do trưởng lão tông môn xây dựng lên chiếm vị trí tốt nhất trên núi, bên trong được cấu tạo thế nào hoàn toàn dựa vào sở thích. Kiếm các trước mắt có lẽ đã từng là nơi tu luyện của vị trưởng lão nào đó. Điểm nhẹ mũi chân, hắn chọn lấy một viên đá. Lâm nhất hành động khẽ khàng, đánh ra một quyền lên viên đá, trong tiếng ầm ầm nổ vang, viên đá bắn nhanh về phía kiếm các. Ầm, uhm, bay cách kiếm các ngàn mét, viên đá mới bị kiếm các nghiền nát, hóa thành bụi nhỏ rơi xuống. Cũng may, kiếm uy coi như không quá mạnh cấm chế có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lâm nhất thở phào nhẹ nhõm, nếu như cấm chế hoàn toàn khôi phục thì có chút phiền phức. Ong ong ong, đột nhiên, hộp kiếm sau lưng không ngừng run lên, sắc mặt lâm nhất hơi thay đổi, đúng là nơi này rồi. Kiếm các mà huyết phân môn chọn lại thật sự chính là cửa vào truyền thừa của tử diên kiếm thánh. Xem ra ân oán giữa hắn và huyết phân môn trong thời gian ngắn không thể giải quyết rồi. Cứ vào trước đã. Ít nhất hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, nghĩ như thế, Lâm Nhất Phủ lên kiếm huy, từng bước tiếp cận kiếm các. Mặc dù cấm chế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng uy áp của kiếm các vẫn vô cùng khủng bố. Với tu vi tiên thiên tứ khiếu của Lâm Nhất, cảnh giới tiên thiên công pháp đỉnh phong viên mãn trong phạm vi mấy dặm cũng khiến hắn tốn mấy hơn nửa canh giờ. Vào khoảnh khắc đẩy cửa, kiếm huy trên người đột nhiên nhẹ bắn. Quan sát xung quanh một lượt, trong đại sảnh khá trống trải, ở chính giữa có một đài bằng đá. Bên trên vách được khảm không ít ngọc giản, đều đang tản phát ra kiếm thế khủng bố. Trên từng miếng ngọc giản đều có cấm chế đáng sợ, tùy tiện động vào sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Ngoài ra, cũng không ai biết chắc được trong ngọc giản rốt cuộc có cái gì. Có lẽ chỉ là ghi chép lại một số điều lệ của tông môn, hoặc cũng có thể do thời gian mai một nên đã bị thiếu khuyết nội dung. Cơ hội chân chính có thể đào được ngọc vô cùng xa vời cũng không biết ngọc giản trong tay ta có ghi chép cái gì nữa. Lâm nhất nhớ đến liền mở ra miếng ngọc giản trong tay rồi dán lên trên chán. Xôn sao? Lập tức một cỗ khí tức khổng lồ xuất hiện trong đầu hắn, từng từ từng chữ giống như kiếm quang sắc bén, trói mắt cực kỳ, khiến người xem vô cùng đau đầu. Tông môn bí thuật, đạn chỉ thần kiếm. Chỉ nhìn rõ được tám chữ, Lâm nhất đã không thể tiếp tục nhìn nữa, vội vàng bỏ ngọc giản ra. Tin tức bàng bạc lập tức lại như thủy chiều rút xuống, rời khỏi đầu hắn. Đạn chỉ thần kiếm. Sắc mặt lâm nhất mừng rỡ, thứ mà miếng ngọc giản này ghi chép lại là một bộ bí thuật, còn có liên quan đến kiếm, lời to rồi. Tạm thời không thể tu luyện là vì cảnh giới không đủ, không thể nhìn rõ được. Nhưng chỉ cần ngọc giản vẫn trong tay thì sớm muộn gì cũng có cơ hội tu luyện, hắn lập tức cẩn thận cất vào trong túi chữ vật. Tìm cửa vào trước đã, không thể nghi ngờ người của huyết vân môn chắc chắn đã vào trong từ chỗ này. Chỉ có một tầng sao. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời cao ngất đầy sao, chớp mắt nhìn giống như một giải ngân hà trên đỉnh đầu. Thu hồi tầm mắt, Lâm Nhất khẽ nhíu mày, nơi này có lẽ còn có huyền quan khác. Lúc này vừa đến phía trước trụ đá ngay giữa trung tâm đại sảnh, bên trên đài đá có khắc hoa văn khá dườm già, Lâm Nhất chưa từng học qua trận pháp nên không giải được. Có lẽ huyết vân môn đã có chuẩn bị trước khi đến. Tông môn chắc chắn vì để giá phải hoa văn này mà đã mời thầy trận pháp cao minh tới. Suy cho cùng đã nghĩ hơi đơn giản rồi, sắc mặt Lâm Nhất tỏ ra bất đắc dĩ. Hắn rốt đặc cán mai về trận pháp, cho dù là hoa văn đơn giản nhất cũng không thể phá giải, huống chi còn là trận pháp phức tạp thế này trên trụ đá. Cho dù có tiếc nuối thế nào, Lâm Nhất cũng hết cách, có thể đi đến đây đã là cố gắng hết sức rồi. Ừm. Uhm nhưng đúng lúc Lâm Nhất sờ tay lên hoa văn thì hoa văn tử diên trên hộp kiếm lại phát sáng lên. Tử băng diên tước trên bề mặt hộp kiếm khẽ vô cánh, từng chút một đưa Lâm Nhất bay lên không trung. Ngân hà trên bầu trời cao nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ ra một mặt tinh tuyền rực rỡ. Dưới tình huống vẫn chưa phá giải được trận hoa văn, mật đạo trong kiếm các lại được mở ra. Xôn sao? mươi 327, kiếm trùng. Nửa ngày sau, thân ảnh của hắn khẽ lách vào trong tinh tuyền rồi chợt lóe lên lướt qua xuyên qua tinh tuyền lâm nhất đến một nơi bí cảnh hoang vu không gian một mảng u ám tràn ngập khí tức lạnh lẽo quay đầu lại nhìn phiến tinh môn phía sau lưng đó vẫn chưa tiêu tan hết khiến hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm nếu như không ra được thì sẽ phiền phức lớn lấy lại bình tĩnh lâm nhất bắt đầu quan sát kỹ hơn mảng không gian u ám này trên mảnh đất hoang vu vắng vẻ cắm đầy những thanh trường kiếm cổ xưa mình mông vô bờ, trong đó còn có một vài kiến trúc đổ nát và những cột đá cao ngất đứng vững. advertisement kiếm trùng lâm nhất phản ứng lại, nơi này là một kiếm trùng truyền thừa của tử diên kiếm thánh có lẽ ở đây rồi. thoáng quan sát một lượt, hắn đột nhiên nhìn thấy cỗ thi thể còn chưa khô máu trong kiếm trùng, đã có người đến đây rồi. advertisement lâm nhất lập tức nhíu mày, quả đúng như vậy, người của huyết vân môn quả thật đã thành công phá giải trận pháp hoa văn hắn đột nhiên nhớ lại ngày đó diêm thiên thụy muốn cướp hộp kiếm cổ của hắn có lẽ là có chút thâm ý cho dù trước khi chết cũng không nói hết toàn bộ cho hắn tay đó nói không chừng cũng biết rằng nếu có hộp kiếm thì không cần phải phá giải trận đồ hoa văn cũng có thể thông qua tinh tuyền. đứng nhìn kiếm trùng khủng bố uy nghiêm đáng sợ trước mặt ánh mắt lâm nhất giấy lên ý chí chiến đấu nồng đậm hắn không có ý định cứ vậy mà từ bỏ huyết vân môn mà thôi cũng không phải chưa từng đối mặt chiến đấu với bọn họ thân hình chợt lóe lên, Lâm Nhất cẩn thận bước lên kiếm trùng, bên chân là từng thanh kiếm cổ cắm vào trong mặt đất. Có lẽ mỗi thanh kiếm đều không phải là phàm vật. Nhưng nhìn thi thể đã ngã xuống đó, Lâm Nhất không dám hành động mù quáng. Thi thể mặc trang phục của huyết vân môn, trong tay đang nắm chuôi kiếm trụi lùi, trước ngực bị một thanh kiếm cổ xuyên thủng, ghim chết trên mặt đất. Hai mắt mở trừng, chết không nhắm mắt. Lâm Nhất thầm đoán, người này chắc chắn tham lam định lấy một thanh kiếm cổ. Ai ngờ kiếm cổ vừa rời khỏi mặt đất đã đứt đoạn vỡ tan, hắn ta cũng bị trường kiếm không biết phi đến từ đâu xuyên thủng ngực. Những bảo kiếm được chôn tại đây có lẽ đều không tầm thường, nhưng trải qua thời gian sớm đã mất hết linh khí, không còn sắc bén, vậy mà giờ vẫn có thể thành hình có lẽ hoàn toàn dựa vào một cỗ kiếm thế duy trì. Sau khi quan sát thi thể xong, Lâm Nhất tự mình rút ra được kết luận. Từng thanh kiếm trong kiếm chủng đều không thể mang đi, càng không được đụng vào, từng bước tại nơi chôn kiếm này đều phải cẩn thận, không được sơ suất. Đi lại thận trọng nửa ngày, Lâm Nhất có chút mờ mịt phát hiện ra. Trong kiếm trùng giống như một tòa mê cung, có hàng trăm con đường, đi hết nửa nén hương lại quay lại chỗ cũ. Cắn răng một cái rồi dứt khoát nhắm chặt mắt lại, chỉ dựa vào cảm ứng như có như không của hộp kiếm sau lưng, hắn bắt đầu chạy như điên. Trong kiếm trùng minh mông ngập trời, Lâm Nhất nhắm mắt lại, di chuyển không có chỗ nào kiêng rè, không biết trôi qua bao lâu, trong không trung truyền đến vài tiếng vang, Lâm Nhất đột nhiên mở chừng hai mắt ra. Một mặt ánh sáng xuất hiện. Sắp đến rồi sao? Nhìn thấy cột đá bên cạnh, Lâm Nhất quan sát một lượt, rồi chợt lăng không nhảy lên, ngồi xổm trên đỉnh cột đá cao ngất. Đứng trên đỉnh trụ đá nhìn về nơi phát ra ánh sáng phía xa. Tại nơi tăm tối mênh mông bát ngát này, vệt ánh sáng đó cực kỳ rõ ràng, nhìn được từ rất xa. Lâm Nhất liếm môi, nguồn gốc ánh sáng đó đến từ nơi tầng mây chọc trời xuyên qua ánh sáng hạ xuống bao phủ lấy một chiếc quan tài bằng đá trên mặt đất ánh sáng duy nhất trong bí cảnh lại chiếu lên một chiếc quan tài đá không biết quan tài đá đã được đặt ở đó bao nhiêu năm tháng rồi tràn ngập khí tức khiến người khác khiếp sợ nhìn thôi đã dựng hết cả lông tóc lên rồi thứ nằm trong quan tài là tử diên kiếm thánh sao nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng lắm nếu như bên trong thật sự là tử diên kiếm thánh cho dù người của cả huyết vân môn có tới cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi chỉ là một nhóm người có tu vi cao nhất chẳng qua mới chỉ là bán bộ huyền quan, chưa có gan đi quấy giày quan tài của tử diên kiếm thánh đang ngủ say đâu. Trong quan tài đá có lẽ là người khác, hoặc căn bản không phải là người. Đát đát đát, lâm nhất nhảy xuống khỏi trụ đá rồi tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của huyết vân môn. Đám người này ai nấy đều ánh mắt nóng rực, đang từng bước đi về phía quan tài đá, huyết đồ tay cầm cốt tiên dẫn đầu cả đám. Hai lão giả bên cạnh hắn ta có tu vi thâm hậu đến mức khiến người khác khó thở, có lẽ không bất ngờ đều là cường giả cảnh giới bán bộ huyền quan. Trong nơi hoàn toàn u tối này, cộng thêm sự tồn tại của kiếm thế ngập trời, ẩn nấp cơ thể tương đối dễ dàng. Chỉ là, mắt thấy đám người này từng bước tiếp cận quan tài đá, Lâm Nhất lại không có quá nhiều cách xử lý với thực lực của hắn chỉ cần lộ diện là sẽ thập phần nguy hiểm. Trong lúc Lâm Nhất đang có chút vô kế khả thi thì trước mặt quan tài đá đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân rồn rập. Chỉ chốc lát đám người này đã lộ mặt, lông mày Lâm Nhất giãn ra, mắt sáng lên. Là người của Kim Diễm Tông. mươi 328, thật giả. Khi Lâm Nhất đang không có biện pháp đối phó thì có một nhóm người xông ra từ quan tài đá quái dị ở phía đối diện, đó là nhóm người kim diệm tông do mai tử hỏa dẫn đầu xem ra không chỉ huyết phân môn kim diệm tông cũng để mắt đến chiếc quan tài đá này thật đúng lúc nếu chỉ có huyết phân môn lâm nhất xuất hiện vì tiện nhất định sẽ nguy hiểm nhưng nếu kim diệm tông cũng đến thì tình hình sẽ khác tam đại tông môn bá chủ của quận thanh dương vốn luôn không ai phục ai họ chắc chắn sẽ đấu với nhau lúc đó cơ hội của hắn cũng xuất hiện mai tử hỏa advertisement nhìn thấy bóng người cầm ma viêm kích, huyết đồ lập tức giật mình, các đệ tử huyết phân môn khác cũng trở nên cảnh giác. Mai tử họa nhíu mày, cười nói, thật trùng hợp, không ngờ huyết phân môn các người cũng giỏ mó chiếc quan tài đá này. Cút, huyết phân môn chúng ta mất ít nhất mấy chục năm mới đoán được trong chiếc quan tài này có một món bảo khí, bây giờ kim diệm tông các người tới đây là muốn làm gì? Huyết đồ lạnh giọng hỏi, sắc mặt âm u, tay phải cầm huyết cốt tiên run nhẹ, không lời nào có thể diễn tả được cơn giận trong lòng hắn ta. Huyết phân môn đã tốn nhiều công sức, mất rất nhiều nhân tài mới vào được đây. Để phá giải trận văn, họ đã phải trả giá lớn, không ngờ người của Kim Diệm Tông lại tình cờ xuất hiện vào thời điểm quan trọng. Huyết đồ, người nói như chiếc quan tài đá này là của riêng huyết phân môn ngươi vậy. Người cứ nói các người đã nghiên cứu cả thanh dương giới hơn trăm năm, sau đó đuổi tất cả mọi người ra ngoài luôn cho rồi. Advertisement, Mai tử họa lạnh lùng cười nhạo không chút nể mặt. Tiểu tử, người đừng cãi chảy cãi cối, kiếm chủng này do huyết vân môn chúng ta phát hiện trước, những trận pháp đầu tiên cũng do huyết vân môn ta phá giải. Nếu không, người nghĩ với đám vô dụng các người có thể bước vào vùng trung tâm này sao? Một ông lão bán bộ huyền quan bên cạnh huyết đồ lạnh lùng quát. Trận pháp, cách đó xa xa, lâm nhất trên trụ đá trầm tư suy nghĩ. Phóng tầm mắt ra nhìn cả kiếm trùng quả thật như một kiếm trận khổng lồ, nhiều tòa nhà sụp đổ trong đó có lẽ là điểm nút do huyết phân môn phá giải, lời ông lão này nói có thể không phải là giả. Vậy quan tài đá này chính là cốt lõi của trận pháp. Nhất định là vậy, một trận pháp khổng lồ có thể đặt cốt lõi kiếm trận ít nhất cũng là một món bảo khí. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn bảo khí, nói không chừng. Thảo nào đám người huyết phân môn lại mất bình tĩnh khi thấy mai tử họa xuất hiện ngươi đang coi thường thực lực của kim diệm tông chúng ta mai tử hỏa chưa lên tiếng ông lão đứng cạnh hắn ta đã bị đối phương chọc giận khi thấy hai bên dương cung bạt kiếm sắp ra tay đánh nhau huyết đồ đưa tay ngăn cản tên đệ tử huyết vân môn có phần kích động trầm giọng hỏi mai tử hỏa rốt cuộc ngươi muốn gì đơn giản thôi không cần biết trong quan tài đá có thứ gì kim diệm tông cũng phải lấy một nửa nếu chỉ có một thanh bảo khí thì sao huyết đồ cười mỉa mai, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Mai Tử Họa lập tức hiểu đối phương không hề có ý định chia đồ với hắn ta, bèn quát ra tay. Tuy Kim Diệm Tông không có nghiên cứu sâu về khu cấm địa này bằng đối phương, nhưng bàn về thực lực, họ chưa bao giờ sợ huyết phân môn. Âm, um, Mai Tử Họa hét lên, trên cơ thể các đệ tử Kim Diệm Tông lần lượt phát ra ánh sáng màu vàng vô cùng mạnh mẽ. Những đệ tử có thể đến đây đều là cao thủ của Kim Diệm Tông, cùng tu luyện công pháp chấn tông, Kim Diễm Quyết của Tông Môn. Các đệ tử và trưởng lão Kim Diệm Tông đều tỏa ánh sáng vàng, bùng nổ khí thế cực kỳ mạnh. Công pháp vốn đã mạnh, uy lực của nó càng thêm đáng sợ khi được nhiều người thi triển cùng lúc. Đi chết đi! Huyết đồ vụt mạnh huyết cốt tiên, dẫn dắt các đệ tử huyết phân môn sông lên giữa tiếng nổ vang như sấm. Đệ tử huyết phân môn đều đeo mặt nạ nửa mặt đỏ ngòm, tất cả đồng thời hóa thú trên người họ được bao phủ bởi huyết quang lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi trông rất quái dị cao thủ hai phe đánh nhau lượng linh nguyên khổng lồ không ngừng sao động trên không trung tiếng nổ vang lên liên hồi hai đại tông môn đều là bá chủ quận thanh dương cảnh tượng họ đánh nhau rất chấn động may mà ta không xuất hiện ngay lâm nhất thầm tặc lưỡi hít hà ánh mắt của hắn tập trung vào cao thủ bán bộ huyền quan của hai phe thực lực đó đáng sợ tới mức khiến người ta phải run rẩy dù với sức chống đỡ đáng kinh ngạc của cơ thể hắn cũng đừng hòng đánh với những cao thủ bán bộ huyền quan này. Trừ phi kích hoạt sức mạnh của Lôi Viêm ấn, nếu không thì rất khó cản được đòn tấn công của những người này. Huyết Đồ, hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến thực lực của Mai Tử Hỏa ta. Ta sẽ sợ ngươi à? Ngay cả Lâm Nhất còn không đối phó được mà lại khoe khoang trước mặt ta. Mai Tử Hỏa và Huyết Đồ đồng thời nhảy lên quan tài đá, ra tay đánh nhau. Người cầm ma viêm kích Người thì vung huyết cốt tiên, hai huyền khí thượng phẩm đấu nhau, dư chấn không thể thua gì uy lực của bán bộ huyền quan. Huyền khí thượng phẩm, không biết táng hoa kiếm của ta cần bao lâu nữa mới có thể thăng cấp. Nhìn huyền khí thượng phẩm trong tay hai người bộc phát sức mạnh khủng khiếp, Lâm Nhất thấy mà thèm. Hai bên hỗn chiến với nhau, dư âm chấn động giấy lên sóng lớn dưới đại thế ngút trời của kiếm trùng. Điều làm Lâm Nhất ngạc nhiên là thanh kiếm cổ cắm dưới đất không hề chấn động vì ảnh hưởng nhiều nhất chỉ run nhẹ khi dư chấn quét qua sau đó không có gì khác lạ thật chẳng lẽ nơi này không phải cốt lõi của trận pháp trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường lâm nhất quan sát từ xa trong lòng nảy sinh nghi ngờ keng lúc này lâm nhất bỗng cảm ứng được một tia sát ý lóe lên trong kiếm chủng vô tận rồi biến mất nó khiến nhiều thanh kiếm cổ phát ra tiếng keng và muốn bay lên trời nhưng tia sát ý này biến mất rất nhanh nếu không nhờ Lâm Nhất nắm giữ bán bộ kiếm ý thì khó mà phân biệt được. Có gì đó kỳ lạ. chương 329, tìm được. Lâm Nhất đảo mắt nhìn theo hướng sát ý lóe lên vừa rồi, sau đó quay đầu nhìn ánh sáng bao phủ quan tài đá. Nhất thời hắn hơi dối, không biết có nên đi hay không. Nếu đi, cố quan tài này có thể mở ra bất cứ lúc nào, nếu không tìm thấy manh mối thì thật sự sẽ không thu hoạch được gì. Nếu không đi thì hắn không cam lòng. Đi lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ gặp nạn. Lâm Nhất Hạ quyết tâm, lặng lẽ di chuyển về hướng sát ý xuất hiện. Hắn càng đi càng hoảng sợ, vì sát ý lạnh lẽo từ những thanh kiếm cổ xung quanh càng thêm nồng đậm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ khơi dậy sát khí ngút trời. Chỗ quái gì thế này, không ngờ sát khí còn đáng sợ hơn chỗ quan tài đá. Advertisement Lâm Nhất cẩn thận bước từng bước tới trước, sợ làm kinh động những sát khí đang ngủ say này. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên dừng bước rồi lại trèo lên trụ đá. Vừa đưa mắt nhìn, mặt hắn lập tức biến sắc. Cách đó mấy nghìn mét cũng có một cỗ quan tài đá, khí tức nặng nề cổ kính, trên bề mặt có rất nhiều phù văn cổ. Xung quanh quan tài còn có vài tên đệ tử huyết vân môn đang căng thẳng quan sát bốn phía. Một ông lão áo xanh đang phá giải cấm chế trong quan tài với vẻ mặt rất phấn khích. Advertisement. Cái này. Vẻ hiểu rõ hiện lên trên mặt lâm nhất lòng hắn dấy lên sóng lớn là huyết vân môn trong kiếm trùng có hai cỗ quan tài đá một giả một thật hai mắt trận một ngoài sáng một trong tối một thật một giả huyết vân môn đã biết trước bí mật trong chuyện này cố tình dẫn đoàn người sông về phía quan tài giả để đánh lạc hướng đám người kim diệm tông thủ đoạn thật cao siêu khả năng diễn xuất của mấy người này cũng giỏi thật lâm nhất sở mũi thầm tặc lưỡi người ngoài như hắn còn bị lừa thì nói gì là kim diệm tông e rằng đến giờ người trong cuộc như họ vẫn chưa hay biết gì. Tia sát ý vừa rồi có lẽ là do đám người này vô tình tạo nên. Bốn tên đệ tử huyết vân môn đều có tu vi tiên thiên ngũ khiếu, cộng thêm một trận pháp sư. Thực lực cỡ này cũng không tính là quá yếu. Lâm nhất thầm lên kế hoạch làm sao để giải quyết hết mấy người này mà không có sơ hở. Chờ vậy, hắn rất kiên nhẫn, nếu muốn biết được thủ đoạn của huyết vân môn thì không cần nóng vội chắc chắn sẽ có lúc họ sơ ý, lúc đó sẽ là thời điểm hắn ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, nụ cười trên mặt trận Pháp Sư càng rạng rỡ hơn, việc giải trừ cấm chế khá suôn sẻ. Những phù văn cổ ẩn chứa muôn vàn sát khí trên bề mặt quan tài đang dần yếu đi. Khi phù văn cuối cùng được phá giải, trận Pháp Sư lau mồ hôi chán, trầm giọng bảo có thể mở quan tài rồi. Bốn tên đệ tử huyết phân môn nhìn nhau rồi chia ra đi tới bốn góc quan tài. Nhấc, một tiếng hét vang lên, họ đồng thời dùng sức nhấc nắp quan tài nặng trĩu lên. Khi nắp quan tài được nhấc lên, một khí tức đáng sợ tràn ra khỏi quan tài. Vèo. Giữa luồng khí tức đáng sợ, một tấm lệnh bài lấp lánh ánh sáng đen bay lên, nó tỏa ra khí tức như có thể câu hồn đoạt phách. Cùng lúc đó, sát khí xung quanh chấn động, từng tia kiếm quang chứa đựng sát khí ngút trời lao tới. Bảo khí. Một tia sáng lóe qua trong mắt trận pháp sư, hộ pháp cho ta ta sẽ thuần phục món bảo khí này. Hiển nhiên bốn đệ tử huyết phân môn cực kỳ tin tưởng tên trận pháp sư này. Mỗi người canh giữ một phía để ngăn chặn những sát khí đang ập tới điên cuồng. Thực lực của tên trận pháp sư không tầm thường, vẫy tay một cái là có thể phóng ra đại thế cuồn cuộn, bao phủ cả tấm lệnh bài tỏa ánh đen. Ông ta nghiêm mặt, từ từ kéo món bảo khí về tay mình. Âm âm, khi bảo khí di chuyển, những thanh kiếm cổ cắm bốn phía càng chấn động dữ dội hơn. Mạc trưởng lão, xin hãy nhanh lên. Bốn tên đệ tử huyết phân môn đang ngăn cản sát khí mạnh mẽ dần dần không chống đỡ nổi nữa. Vẻ mặt của bốn người trở nên mệt mỏi, họ không thể kéo dài được lâu. Ông lão kia trông rất nghiêm túc, ông ta không trả lời, chán đầy mồ hôi, hiển nhiên đã tốn rất nhiều sức. Khi ông ta sắp cầm lấy tấm lệnh bài, những thanh kiếm cổ chấn động kịch liệt ở bốn phía rút khỏi mặt đất, bắn nhanh về phía họ. Phụt, chúng lần lượt đâm chúng mấy tên đệ tử huyết phân môn, khiến họ lập tức chết thảm. Trận pháp sư giật mình, vội vàng né tránh, may mà kiếm bay tới không nhiều nên ông ta tránh được một đợt. Nhưng khi nhìn xuống đất, ông ta ngạc nhiên phát hiện bên dưới quan tài đang nứt dần ra, mặt đất như sắp sụp đổ. Đi mau, phải tụ họp với đại đội huyết phân môn, nếu không thì với tình trạng của ta hiện giờ sẽ không ra ngoài được. Nhưng ông ta vừa bay lên đã bị một bóng người lao tới ngăn lại mềm rắn kết hợp, quyền kiếm hợp nhất. Vì không biết thực lực của trận pháp sư nên lâm nhất tung một đòn mạnh nhất. Bùm! Ai ngờ ông ta lại bị đánh bay ra xa nghìn mét, món bảo khí trong tay rơi xuống ngay tại chỗ. Lâm nhất đáp xuống quan tài đá rồi chộp lấy tấm lệnh bài, hắn tặc lưỡi, tên trận pháp kia sự yếu một cách lạ thường. Hắn còn tưởng đối phương ít nhất cũng có thực lực tiên thiên lục khiếu cơ. Xem ra việc phá giải cấm chế và thuần phục bảo khí đã tiêu hao linh nguyên của ông ta, trong mắt tên trận pháp sư bị Lâm Nhất đánh bay lóe lên vẻ hoảng sợ, ông ta giãy dụa đứng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Kệ ông ta đi. Lâm Nhất không đuổi theo, trở tay nhìn tấm lệnh bài ánh đen trong tay mình. Ừm. Um, chỉ là hắn chưa kịp nhìn thì mặt đất đã nứt toạc, Lâm Nhất bất ngờ bị rơi xuống cùng cỗ quan tài đá. Chương 330, ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn công cốc. Nơi duy nhất có ánh sáng trong kiếm trùng minh mông vô tận. Cuộc chiến giữa cao thủ huyết vân môn và kim diệm tông đã đến mức khiến mọi người sợ hãi, các loại sát chiêu nhiều vô số kể. Thậm chí còn bắt đầu gọi ra võ hồn, chiến đấu bằng cả tính mạng. Trên mặt đất đã có vài xác chết, mùi máu tanh nhàn nhạt bay khắp không khí. Hai bên ngang tài ngang sức, trong khoảng thời gian ngắn không thể phân định thắng thua. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này thì dù thắng, e là cũng thê thảm. Nhưng vì một bảo khí, cho dù tất cả mọi người đều chết ở đây, đối với cả hai bên mà nói cũng không có gì phải nuối tiếc. Kim Diệm Tông không có lý do gì để rút lui, huyết vân môn lại càng không. Trên quan tài đá, Mai Tử Họa và huyết đồ đang giao thủ, ai cũng tung ra những chiêu vô cùng đáng sợ. Advertisement Hai người đẩy huyền khí thượng phẩm trong tay mình lên tới cực hạn, mỗi một chiêu đều khiến không gian phải khẽ rung. Mai Tử Họa đang chiếm ưu thế hơn một chút. Kim Diếm Quyết của hắn ta đã đột phá đến tầng thứ tư, Tu vi mạnh mẽ dưới sự gia trì của ma viêm kích đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Cho dù người mạnh như huyết đồ chỉ cần chúng một chiêu là sẽ lập tức bị thương nặng. Nhưng huyết cốt tiên trong tay đối phương cũng mạnh không kém. Thi thoảng mạnh như dao long, khi chủ nhân vung lên sẽ phát ra tiếng sét nổ vang như sấm. Thi thoảng lại linh hoạt, xảo quyệt như rắn, uốn lượn biến hóa, quỷ dị khó lường. Điều này khiến cho mai tử hỏa rất khó chịu rõ ràng hắn ta đang chiếm ưu thế nhưng lại không thể khiến đối phương bị thương. Advertisement Vút Huyết cốt chín đốt lại vung tới, giống như trường thương nặng nề hạ xuống. Nhưng khi sắp hạ xuống thì lại đột nhiên mềm nhũn, ma viêm kích như rắn độc cắn vào cánh tay Mai Tử Họa. Vẻ mặt Mai Tử Họa âm trầm, linh nguyên trong cơ thể cuộn trào rồi đột nhiên rung lên, hất huyết cốt tiên ra. Dẹt dẹt dẹt, nhưng khi đánh bay được công kích của đối phương thì hắn ta cũng bị lùi về sau mấy bước dẫm lên trên mép quan tài đá sau một đòn tấn công mạnh mẽ bị đối phương đẩy lùi trong mắt mai tử họa lóe lên một tia bực bội mai tử họa người chỉ có chút năng lực này thôi sao chẳng trách lại bị lâm nhất cướp mất long vân quả tay phải huyết đồ cầm cán roi tay trái nghịch huyết quỷ tiên miệng liên tục nở cụ cười trào phúng trong lòng hắn ta không ngừng giễu cợt kẻ ngốc này còn tưởng quan tài đá dưới chân mình có dấu bảo vật. Nếu hắn ta biết huyết phân môn của mình đã cho người đi đến nơi cất dấu bảo vật thật thì không biết hắn ta sẽ có vẻ mặt gì. Không được, mình phải kìm lại đã, bây giờ vẫn chưa đến lúc, huyết đồ cười nham hiểm trong lòng. Im miệng, mai tử họa rất ưa thể diện, lâm nhất là nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn ta. Hắn ta vốn đã bực bội, sau khi bị nhắc đến lâm nhất, hắn ta lại càng tức hơn lẽ nào ta nói sai sao? Người nào đó còn muốn giấu kín tin tức, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào chắn được gió? Thấy đối phương tức giận, trong lòng huyết đồ vô cùng vui vẻ, hắn ta càng cười lạnh lùng hơn. Mai tử họa khó chịu, hư lạnh một tiếng, người còn có mặt mũi mà nói ta. Lần trước ở trên mảnh đất hoang người cũng vậy còn gì, cũng bị tên vô dụng ấy một quyền đánh bay đó thôi. Đó là do ta sơ ý, nếu ngươi không ép ta phải ra tay thì tên tiểu tử đó đã chết dưới roi của ta từ lâu rồi. vẻ mặt huyết đồ hơi thay đổi, hắn ta quát lên giận dữ rồi lại vung roi tới. Âm, um, lần này roi dài vung xuống tựa như dao long gầm thét, toát ra huyết khí nồng đậm chứa đựng linh nguyên rồi rào. tự tìm cái chết, mai tử hỏa không chút sợ hãi, mà viêm kích trong tay vung một vòng, linh nguyên càng rồi rào hơn, mạnh mẽ đáp trả. bùm, sau một cú đánh kinh hoàng cả hai lao vào nhau, một tiếng động lớn vang lên như sét đánh. rắc rắc, quan tài đá dưới chân vì phải hứng chịu quá nhiều trận đòn, lúc này đã xuất hiện những vết nứt, có vẻ sắp nổ tung. vút, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, sau đó cùng nhau lui xuống. âm, uhm, khi cả hai đáp đất, quan tài đá cố kỹ nổ tung, hóa thành những mảnh vụn bay khắp bầu trời. quan tài đá vỡ rồi. cao thủ còn đang giao đấu ở cả hai bên đều dừng lại vội vàng rút lui. Vẻ mặt mai tử hỏa căng thẳng, hắn ta vẫy ống tay áo dài, khuấy lên từng làn gió mạnh. Không có gì. Nhưng sau khi lớp bụi tan đi, mai tử hỏa và trưởng lão của Kim Diệm Tông đều trố mắt. Trong quan tài đá vỡ vụn không có gì cả. Bảo khí đâu? Lẽ nào đồ bên trong đã bị lấy rồi? Nhưng rõ ràng không có dấu vết đã bị mở ra mà. Chuyện gì vậy? Không phải nói có bảo khí chân áp sao? tại sao lại không có gì? Trong mắt Mai Tử Họa đầy vẻ kinh ngạc, hắn ta ngẩng đầu nhìn huyết đồ, thấy đối phương hơi nheo mắt, trên mặt là nụ cười nhạt. Dường như mọi chuyện đều trong dự đoán. Những trưởng lão khác của huyết vân môn cũng nở nụ cười nhẹ, không hề có chút kinh ngạc. Tại sao lại không có gì? Ha ha ha, có gì mới là lạ đấy? Nhìn Mai Tử Họa chết lặng, cuối cùng huyết đồ không nhịn được nữa, bật cười điên dại. Người đã biết từ trước rồi, vẻ mặt mai tử họa âm trầm, hắn ta nhìn đối phương, lạnh giọng quát. Các ngươi mới nghiên cứu kiếm chủng này bao nhiêu năm, huyết phân môn đã cắm dê ở đây gần trăm năm, đã biết được bố cục của nơi này từ lâu rồi, hai mắt trận một thật một giả, một ngoài sáng một trong tối, quan tài đá ở đây vốn không có bảo vật. Một trưởng lão bán bộ huyền quan bên cạnh huyết đồ diễu cợt. Mai tử họa nhanh chóng hỏi, vậy đồ thật ở đâu? Ha ha ha, Mai tử họa, người đúng là ngốc nghếch đáng yêu, Quan tài đá thật đương nhiên đã bị huyết phân môn của ta phái người đi phá giải rồi, chắc lúc này cũng đã gần xong. Cảm giác sung sướng khi chơi đùa kẻ khác trong lòng bàn tay khiến huyết đồ rất sảng khoái. Đáng chết, mai tử họa biết mình bị lừa thì nổi trận lôi đình, sát khí toàn thân tản ra. Vẻ mặt huyết đồ lạnh lùng, hắn ta trầm giọng bảo muốn ra tay hà. Hừ, bây giờ huyết phân môn đã có bảo khí, chắc chắn sẽ độc bá quận Thanh Dương. Mai tử họa ta khuyên ngươi hãy quỳ xuống cầu xin ta tha thứ đi, nếu không sau khi ra ngoài huyết vân môn sẽ tiêu diệt kim diệm tông của ngươi đầu tiên đấy. Mai tử họa sửng sốt, sau đó khi thế chợt giảm đi một nửa. chương 331, Hố Đen Các trưởng lão và đệ tử kim diệm tông đều cảm thấy hoảng sợ, lạnh cả sống lưng. Thủ đoạn của huyết vân môn có tiếng tàn bạo ở quận Thanh Dương, bây giờ để họ lấy được một món bảo khí, sau này sao kim diệm tông có thể được yên ổn, sao có thể như vậy? Cả đám cao thủ tiên thiên đều mất tinh thần, sắc mặt tái xanh. Nhìn các đệ tử Kim Diệm Tông vừa mới vênh váo trước đó lúc này mặt xám như cho tàn, trong lòng các đệ tử huyết vân môn vô cùng hả hê. Đúng lúc này, tên trận pháp sư bị lâm nhất đánh bị thương nặng loạn trọn chạy tới. Mạc trưởng lão, advertisement, mạc trưởng lão, sao ông lại bị thương thế này? Tất cả mọi người của huyết vân môn đều giật mình khi thấy ông ta trong bộ dạng thảm hại ánh mắt Mai Tử Họa trở nên ngờ vực, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong lòng huyết đồ chợt có linh cảm xấu, hắn ta bước nhanh qua, vội hỏi, mạc trưởng lão, bảo khí đâu? Hóa ra người này chính là trận pháp sư, người thuần phục bảo khí của huyết vân môn. Cao thủ cả hai tông lập tức đưa mắt nhìn về phía ông ta. Advertisement, mạc trưởng lão khổ sở, run rẩy nói, bảo khí đã bị lâm nhất cướp mất, hắn thừa lúc ta vừa thuần phục bảo khí xong thì đánh ta trọng thương, ta may mắn lắm mới nhặt lại được một cái mạng. Gì cơ? Cả huyết phân môn đều choáng váng, đầu óc như nổ tung. Huyết đồ trầm giọng bảo, mạc trưởng lão, ông lặp lại lần nữa. Ông lão cúi đầu, đành phải nhắc lại, bảo khí đã bị lâm nhất cướp mất. Âm, um, đầu óc huyết đồ chấn động như bị sét đánh, hắn ta lảo đảo suýt ngã sắp xuống. Trăm tính ngàn tính, không ngờ cuối cùng bảo khí lại bị người mà hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới cướp mất trưởng lão đứng bên cạnh vội vàng đỡ hắn ta dậy. Mai tử họa ôm một bụng tức nãy giờ không nhịn được cười như điên, bảo khí đâu. Không phải ai đó mới nói nếu lấy bảo khí sẽ diệt kim diệm tông ta sao, cho chúng ta mở mang tầm mắt đi nào. Ngươi, huyết đồ nghe vậy thì giận run người, chỉ muốn chém mai tử họa ngay bây giờ, nhưng hắn ta cứ ngươi cả buổi vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh. Kệ ngươi, mạc trưởng lão, dẫn chúng ta qua đi. Theo ta, cả đám cao thủ huyết vân môn nghiêm mặt, chạy về hướng khác như thủy triều. Mai tử hỏa khịt mũi, cầm ma viêm kích đâm mạnh xuống đất. Bị lâm nhất cướp cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không ở quận Thanh Dương quá lâu. Những đệ tử khác của Kim Diệm Tông cũng nghĩ như vậy. Bảo khí là bí bảo mạnh hơn huyền khí, ở trong tay cao thủ cảnh giới huyền võ, nó có thể phát huy uy lực rất lớn. Trong tình hình thực lực và nội tình của hai đại tông môn không tranh lệch bao nhiêu, nó có thể lập tức phá vỡ cân bằng. Nhớ lại chuyện vừa rồi, mọi người vẫn còn sợ hãi, chẳng ai muốn gánh chịu những thủ đoạn đó của huyết vân môn. Huyết vân môn thật xảo quyệt, nếu hôm nay không có lâm nhất thì bảo khí đã vào tay đám người này rồi. Tử họa, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cao thủ bán bộ huyền quan của Kim Diệm Tông nhìn Mai Tử họa hỏi. Mai Tử họa trầm giọng đáp, đương nhiên là đi theo, nếu có thể giết lâm nhất, giành lại bảo khí thì chẳng phải tốt hơn sao? lúc đó để ta xem đám người huyết vân môn còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? Đi! Xột xoạt! Đông đảo cao thủ Kim Diệm Tông nhanh chóng theo sau, dẫn đầu là Mai Tử Họa. Một lát sau, cao thủ Hai Tông gần như chạy đến mắt trận chính của nơi này cùng lúc. Nhưng họ đều tỏ ra kinh ngạc, trong mắt khó nén nổi kích động. Ở nơi đặt cố quan tài ban đầu xuất hiện một cái hố đen đáng sợ, bên trong đầy ắp những dòng khí đen sôi trào như sắp ngưng tụ thành thực thể. Trong hố, gió lạnh thổi ào ào tiếng gió giết như ma âm khiến người ta cực kỳ khó chịu đại thế ngút trời do kiếm chủng rộng lớn tạo thành tập hợp trên miệng hố khổng lồ ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vô hình chấn áp trên miệng hố ngăn cản khí đen tràn ra ngoài thanh kiếm này vô hình vô sắc nhưng bất cứ ai đến đây đều có thể cảm nhận được rõ sự đáng sợ của luồng kiếm thế này là ma khí trưởng lão kim diệm tông nhìn những khí đen cuộn trào ánh mắt vát lên vẻ kiêng rè nhiều cao thủ huyết vân môn cũng trở nên kiêng rè, trong mắt đầy hoảng sợ. Với công pháp tu luyện và phong cách làm việc của họ vốn có thể coi như là tông môn ma đạo, nhưng khi thấy ma khí cuồn cuộn trong hố, họ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đó là dòng ma khí thuần túy tràn ngập mùi hủy diệt. Mai tử họa nhìn huyết đồ, khóe miệng hơi cong lên, cười nhạo, không phải huyết vân môn ngươi xưng là đã nghiên cứu nơi này cả trăm năm à, sao giờ cũng có vẻ mặt như cha chết mẹ chết thế. Huyết Đầu ngẩng đầu nhìn đối phương, kiếm trùng vô tận vốn là một kiếm trận khổng lồ được dùng để trấn áp ma khí dưới lòng đất, lầm Nhất rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Nếu người có gan thì có thể tự xuống dưới xem thử. Người nghĩ ta không dám sao? Mai Tử Họa hư một tiếng, quay đầu sang bàn bạc với trưởng lão Kim Diệm Tông. Một bên khác, các cao thủ huyết phân môn cũng đang thảo luận không ngừng. Cuối cùng hai đại tông môn đều phái cao thủ bán bộ huyền quan của mình đi. Hai người cầm huyền khí thượng phẩm nhảy xuống hố, cả hai lập tức bị ma khí vây lấy. Người trên mặt đất đều nóng lòng chờ đợi, đồng thời đề phòng lẫn nhau, không dám lơ là cảnh giác. Không lâu sau, hai cao thủ bán bộ huyền quan lần lượt ra khỏi hố. Cả hai đều tỏ ra hoảng sợ, trông như già đi hơn 10 tuổi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, hoàn toàn không nói nên lời. Phụt, một lát sau, hai cao thủ bán bộ huyền quan đồng thời hộc ra một búng máu đen, ngã dạp xuống đất. Đệ tử huyết phân môn và kim diệm tông đều kinh hãi, cao thủ bán bộ huyền quan xuống dưới chưa tới trăm mét đã thành ra như vậy, rốt cuộc dưới hố đáng sợ tới mức nào. chương 332, tử băng diên tước thành hình. Đúng như lời huyết đồ nói, chắc chắn sẽ chết sao. Đương nhiên không phải. Khi mặt đất dưới chân quan tài đá ẩm ẩm vỡ vụt, Lâm Nhất bất ngờ không kịp đề phòng là điều hoàn toàn không dự đoán trước được. Đến khi hắn phản ứng lại thì đã hoàn toàn rơi xuống ma động rồi, cơ thể không thể khống chế rơi xuống rất nhanh. Ma khí xung quanh bắt đầu khởi động, điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể. Advertisement Trong đầu xuất hiện các loại ảo giác đáng sợ, đủ loại khí tức thô bạo hủy diệt, điên cuồng đánh sâu vào hồn phách của hắn. Nhất thời hồn phách đau đớn như bị xé toạc ra, đau đến mức chết đi sống lại da thịt bên ngoài cơ thể đồng thời bị ma khí ăn mòn, xuất hiện nhiều vết chấm đen. Loại lực lượng đáng sợ mà quỷ dị này hoàn toàn không thể ngăn cản, lâm nhất thúc thủ chịu trói, rơi vào sự hoảng sợ vô tận. Đúng trong lúc gần kề cái chết thì miếng lệnh bài ô quang đang cầm trong tay đột nhiên sinh ra kiếm quang sắc bén. Advertisement Hồn hển, Kiếm quang sáng như ngọc đang nhảy múa xung quanh người hắn, ngưng tụ ra kiếm thế khủng bố kín kẽ không kẽ hở ma khí xung quanh diễn hóa thành đủ loại tà thú đáng sợ nhưng đều không thể tiếp cận lâm nhất nhất loạt bị kiếm quang chém vỡ trong khi rơi xuống ma khí không thể tiếp tục ăn mòn lâm nhất nữa lôi viêm chiến thể cường đại bắt đầu khởi động ra lôi hỏa tử sắc cuồng bạo loại trừ từng chút một ma khí màu đen trong cơ thể da thịt bị ma khí ăn mòn trên người dần dần hồi phục những vết lốm đốm màu đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng biến mất nơi này là nơi nào sự đau đớn vì hồn phách bị xé toạc trong đầu dần dần giảm nhẹ, Lâm Nhất mở hai mắt ra, có chút mờ mịt. Một hồi lâu sau, Lâm Nhất nhớ lại, đại khái đã biết tình cảnh hiện tại. Cùng lúc hắn nắm được lệnh bài thì mặt đất sụp xuống, hắn cùng quan tài đá đều bị rơi xuống. Ma khí này đáng sợ quá. Nhớ đến những gì vừa trải qua khi nãy, Lâm Nhất sinh ra kiêng rè, cầm miếng lệnh bài ô quang trong tay càng chặt hơn. Kiếm quang xung quanh hộ thân, đưa hắn bình an vô sự xuống phía dưới trong quá trình từ từ rơi xuống lâm nhất nhạy cảm phát hiện ra ma khí bắt đầu khởi động xung quanh uy lực đã suy giảm không ít hắc quang dày đặc lúc trước biến hóa thành các loại tà thú chớp mắt đã tan bớt như sương mù biến mất khá nhiều bên dưới hang động dường như có một không gian rất rộng lớn ma khí được hội tụ từ tứ phía càng đến gần cửa động ma khí càng phát ra nồng đậm dọa người lâm nhất dần dần bình tĩnh lại Đồng thời trong lòng cũng trào lên một tia tò mò. Trong lòng đất lại có nhiều ma khí đến như vậy, truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh liệu có phải ở đây không? So với truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh, một món bảo khí không biết có dùng được không thực sự không đáng nhắc đến. Cùng lúc với việc không ngừng rơi xuống, một tòa đạo đài nguy nga sừng sững dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất. Đến đáy rồi. Đột nhiên nhìn thấy kiến trúc dưới nền đất, trong lòng Lâm Nhất vui mừng, linh nguyên trong cơ thể khởi động rơi xuống phía dưới đạo đài. Sau khi rơi xuống đạo đài, kiếm quang quanh người hắn cũng đồng thời chui vào trong lệnh bài ô quang. Nhưng ma khí xung quanh rất mỏng, gần như suy yếu không tồn tại, đối với Lâm Nhất mà nói thì đã không tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Lâm Nhất liếc nhìn miếng lệnh bài ô quang trong tay, không dám thiếu cảnh giác, vẫn nắm chặt trong tay quan sát bốn phía. Đạo đài dưới chân tổng thể trắng tinh, lóe lên ánh sáng như băng lạnh. Trạch, Hoa văn màu tím điểm xuyết trên đạo đài, vẽ lên một con tử băng diên tước sinh động như thật. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, nơi truyền thừa cuối cùng của Tử Diên kiếm thánh có lẽ chính là nơi này rồi. Kiềm chế sự kích động trong lòng, ánh mắt Lâm Nhất quan sát tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở trung tâm đạo đài. Khi hắn nhìn tới, hộp kiếm cổ trên lưng lần nữa run lên. Không sai rồi. Trong lòng Lâm Nhất mừng rỡ, thân hình lóe lên sau mấy lần bay lên hạ xuống đã xuất hiện ở chính giữa đạo đài nhìn xuống bên dưới trên mặt đạo đài bằng ngọc có một vết lõm rõ ràng hắn đưa miếng lệnh bài ô quang trong tay lên quan sát thì phát hiện ra hoàn toàn trùng khớp với vết lõm vẻ mặt thoáng mỉm cười lâm nhất quỳ xuống đặt miếng lệnh bài ô quang khảm vào trong khi miếng lệnh bài hoàn toàn được đặt khớp vào đạo đài run lên mấy lượt phát ra ánh sáng như ngọc nhất thời cả tòa đạo đài tổng thể như ngọc trong suốt như thủy tinh hoa văn tử băng diên tước trên mặt đạo đài đột nhiên biến hóa thành hình, bao phủ lấy cả tòa đạo đài. chương 333, Tử Diên kiếm quyết. Trong người ta có bí mật mà ngay đến tử diên tiền bối cũng không thể phá giải được ư. Ánh mắt lâm nhất lóe lên vẻ kinh ngạc, lẽ nào là chuôi kiếm võ hồn và chín sợi xích thần bí đó sao? Mong tiền bối cho biết, trong cơ thể vãn bối rốt cuộc có bí mật gì? Nếu ta đã không nhìn thấy thì đương nhiên không thể nói cho người biết, chuyện này vẫn phải đợi bản thân ngươi sau này tự mình giải đáp tử diên kiếm thánh thản nhiên nói lâm nhất kiềm chế hoài nghi xuống trầm ngâm nói vậy niềm vui nhiều hơn thất vọng mà người vừa nói khi nãy có ý gì tử diên kiếm thánh nghe vậy thì cười đáp căn cốt của ngươi không tốt quả thực không sai nhưng người truyền thừa mà ta chọn không xem căn cốt cũng không xem mộ tính ta chỉ nhìn tâm một trái tim tràn đầy ý chí chiến đấu và có nghị lực vô tận Advertisement với tuổi đời hiện tại của ngươi, có thể luyện được lôi viêm chiến thể đến cảnh giới này đủ để chứng minh tâm học võ đạo của ngươi rồi. Lâm Nhất chắp tay nói, đa tạ tiền bối khen ngợi, nhưng truyền thừa này của tiền bối hình như đã được người khác lấy đi rồi. Ừ, tử Diên kiếm thánh gật đầu nói, vạn năm trước, có người xông vào thanh dương giới, muốn luyện hóa cả tòa thanh dương giới, sau khi thất bại đã dùng ý niệm để đột phá phong ấn, đến kiếm chủng chỗ ta lấy đi ba bộ trí bảo. Advertisement, Vạn năm trước, xông vào Thanh Dương giới, còn muốn luyện hóa. Trong lòng Lâm Nhất khẽ chấn động, chuyện này nghe như là đế quân khai quốc của Đại Tần đế quốc, không ngờ lại bị ông ta lấy đi. Nhưng thứ hắn ta lấy đi đều là vật bên ngoài, có thể khiến thực lực hắn ta bạo tăng, trở thành bá chủ. Nhưng truyền thừa chân chính quan trọng nhất của ta không có được sự cho phép của ta thì hắn ta không thể lấy được, Tử Diên kiếm thánh khẽ nói, khiến Lâm Nhất sáng mắt lên. Là hộp kiếm sau lưng vãn bối đây sao? Tử Diên kiếm thánh lắc đầu, rồi lại gật đầu nói, có thể nói vậy mà cũng có thể không phải. Hộp kiếm này chính là sau khi ta cố ý làm cho rách nát rồi cho người đưa ra bên ngoài, ta tin cuối cùng người có duyên có được nó nhất định sẽ đến trước mặt ta, cho nên ta thật sự đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nhìn nụ cười trên mặt đối phương, trong lòng lâm nhất giật mình, có vẻ đã hiểu một đường đi tới đây của bản thân tại sao lại nhiều lần nhận được chỉ điểm, thậm chí còn không cần phá giải trận pháp hoa văn trong kiếm các cũng thuận lợi thông qua được tinh tuyền hóa ra tất cả những chuyện này đều có sự giúp đỡ âm thầm của tử diên tiền bối. Mặc dù nói vậy, ta cũng đã bài bố không ít khảo nghiệm. nếu như ngươi không thể phát hiện ra bí mật của đạo đài, ta cũng sẽ không xuất hiện gặp người. Căn cốt không tốt, ngộ tính không cao đều có thể cứu được, nhưng người vụng về ngu ngốc thì không có thuốc nào cứu được. Nhìn sự lạnh lùng trên gương mặt của lão giả, và sự coi thường đối với người vụng về. Thần sắc lâm nhất tỏ ra xấu hổ, hắn suýt nữa là đã bỏ đi rồi, cũng may vẫn còn chút lưu tâm. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Lâm Nhất hỏi, tiền bối mấy vạn năm, thậm chí hơn chục vạn năm trước đã đợi rồi, tại sao đột nhiên lại đưa hộp kiếm ra bên ngoài? Lão giả thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm nói, thời gian của ta không còn nhiều, nếu tiếp tục không đợi được người khiến ta hài lòng thì sẽ phải dùng thân hình tàn hồn để hủy diệt mấy cỗ ma thi này. Lâm Nhất nhìn hơn 10 cỗ thi thể như người thường trên đồng hoang, đây chính là ma thi sao? những thứ nhìn thấy lúc trước, ma hải ngập trời cũng chính là thi khí tản phát ra từ những cỗ ma thi này. Những thi thể này rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt tử diên kiếm thánh lóe lên vẻ kiên kỵ, khẽ nói, những thứ này ngươi không cần hỏi, giờ ta sẽ nói cho ngươi biết truyền thừa quan trọng nhất của ta là cái gì. Xôn sao? Lão giả mở bàn tay ra, trong đạo đài được tạo nên từ ngọc thạch phun ra từng đợt hào quang. Hào quang ngượng tụ cuối cùng diễn hóa thành một cuốn sách bằng ngọc, chậm rãi trôi về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất giơ tay ra nhận lấy thì thấy bên trên có viết bốn chữ tử diên kiếm quyết, sắc mặt lập tức toát lên vẻ vui mừng. Công pháp, hay chính là kiếm quyết mà hắn cần nhất? Đa tạ tiền bối. Kiếm quyết này chỉ là một chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa giúp người sau này có thể luyện hóa hộp kiếm. Đợi người thật sự luyện hóa được hộp kiếm có lẽ cũng sẽ biết những ma thi này rốt cuộc là sự tồn tại thế nào, cũng sẽ tự mình hiểu được trách nhiệm phải đảm đương khi tiếp nhận truyền thừa này của ta. Tử Diên kiếm thánh không nói nhiều thêm, nhìn về phía Lâm Nhất, người muốn ta đưa ngươi ra ngoài hay ngươi tự ra? Lâm Nhất vừa định trả lời thì Tử Diên kiếm thánh lại nói, ta thấy ngươi tự mình ra ngoài sẽ tốt hơn đó, mặc dù ma khí đó đáng sợ nhưng đối với ngươi mà nói, muốn rèn luyện lôi viêm chiến thể đến cảnh giới hoàn mỹ thì cũng coi như là một con đường ngắn. Vậy vãn bối sẽ tự mình ra. Lão giả đã nói như vậy rồi, đương nhiên Lâm Nhất không thể phản đối chỉ là suy nghĩ thì thấy có chút không đúng lắm, với thực lực của hắn muốn chống đỡ ma khí cũng không dễ dàng gì. Người cứ giữ lại miếng ô quang lệnh này đi, mặc dù chỉ là bảo khí bình thường nhưng bên trong có một chấp niệm ta khác vào khi còn sống. Chiến lực của chấp niệm do linh nguyên người cung cấp quyết định, với chấp niệm tu vi của người có lẽ có thể sánh ngang với thực lực của cường giả cảnh giới huyền võ. Nhưng chỉ có thể thôi động ba lần thôi. Keng! Lão giả bấm tay bắn ra, lệnh bài ô quang được bắn ra từ trong đạo đài, rơi vào tay lâm nhất lâm nhất có chút đăm chiêu hóa ra là dùng như vậy ba lần đã hoàn toàn đủ rồi đi đi tử diên kiếm thánh vung tay cả tòa đạo đài không chịu khống chế nữa điên cuồng lùi lại cảnh tượng trước mắt lập tức như đang lướt qua không ngừng lóe lên tiền bối lâm nhất nhìn về phía trước chỉ thấy tàn hồn của tử diên kiếm thánh ẩm ẩm tiêu tan hóa thành kiếm thế vô tận hạ xuống người cỗ ma thi dưới mặt đất ầm um. Kiếm thế bàng bạc tràn ngập trong thiên địa, uy lực hủy thiên diệt địa đó khiến người khác trong lòng cực kỳ chấn động. Nhưng Lâm Nhất vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh cuối cùng thì một cột lốc xoáy xuất hiện, xông thẳng vào trong đạo đài. Một lát sau, Lâm Nhất xuất hiện tại cửa động dưới lòng đất trước đó, co quắp ngồi dưới đạo đài. Chương 334: Tu luyện tử diên kiếm quyết. Nhìn xung quanh, trong hang động âm u tăm tối vẫn không có gì thay đổi, hệt như những gì mà hắn đã thấy trước đó nếu không nắm trong tay kiếm quyết bằng ngọc thì quả thật có cảm giác tất cả những chuyện trước đó tựa như một giấc mơ. ngẩng đầu nhìn lại, mà động đen kịt và cô tịch, hoàn toàn không có bất kỳ một tia sáng nào. Tuy đã đồng ý với vị tiền bối kia, dựa vào lôi viêm chiến thể để tiến lên từng bước một nhưng lâm nhất cũng không tùy tiện hành động, mà khí đáng sợ lúc trước vẫn khiến hắn sợ hãi không thôi, không dám chủ quan. Xem thử bản công pháp trong tay trước đã. Advertisement, tử diên kiếm quyết có tổng cộng 16 tầng, 6 tầng đầu đặt nền móng cơ bản, cô động kiếm kình để tôi luyện linh nguyên, diễn hóa ra hoa tử diên hoàn mỹ. Tầng thứ 7 cần phải đạt đến cảnh giới huyền võ mới có thể tu luyện, cô động kiếm khí tử diên bên trong cơ thể, kiếm khí hóa thực chất, tựa như kinh hồng thoáng qua, vô cùng cứng rắn, không gì cản nổi. Đến tầng thứ 9, kiếm khí tử diên có thể luyện hóa thành kiếm trận tử diên trong cơ thể, kiếm khí bộc phát ra ngoài, trong phạm vi trăm dặm có thể giết địch chỉ bằng một ý niệm. Còn về tầng thứ 10 thì kiếm trận có thể triệu hồi tử băng diên tước, dương cao oai phong của băng phượng thượng cổ. Tầng thứ 13 có thể tu luyện thành tử diên thánh hỏa, thánh hỏa xuất thế, nhuộm khắp bát hoang, tầng 16 chính là tầng cuối cùng của kiếm quyết, có thể thử luyện hóa cổ kiếm hạp. Vậy mà có đến 16 tầng. Lâm nhất thầm kinh hãi, theo hắn biết, số tầng công pháp càng cao thì phẩm cấp sẽ càng cao. Tiên thiên thuần dương công mà hắn tu luyện cũng chỉ mới có 6 tầng, ngay cả kim diệm quyết nổi danh của kim diệm tông cũng chỉ có 6 tầng. Advertisement Ở cảnh giới tiên thiên, hai môn công pháp này đã có thể xem như thượng phẩm hàng đầu. Thế mà tử diên kiếm quyết này lại có đến 16 tầng, theo như hiểu biết của Lâm Nhất hiện tại thì tạm thời chưa đoán ra phẩm cấp gì. Tuy nhiên, thấp nhất cũng là công pháp huyền cấp, thậm chí còn khủng bố hơn như thế. Càng xem, hắn càng cảm thấy kinh ngạc, diễn sinh kiếm khí trong cơ thể, còn có thể ngưng tụ thành kiếm trận thậm chí kiếm trận còn có thể triệu hồi băng phượng thượng cổ, việc này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng, thật sự kỳ diệu. Không hổ là truyền thừa chính thức của tiền bố tử diêm kiếm thánh. Tuy nhiên, tu luyện đến tầng cuối cùng chỉ có thể cô động được tử diên thánh hỏa, khó trách tiền bối lại nói kiếm quyết này chỉ là chìa khóa, điểm mấu chốt nằm ở cổ kiếm hạp trên lưng mình. Lâm nhất thầm thở dài, lập tức có suy nghĩ muốn tu luyện. Theo như ghi chép trên kiếm quyết, cảnh giới tiên thiên có thể tu luyện 6 tầng đầu, cô động kiếm kình, tôi luyện linh nguyên. Vừa khéo, tiên thiên thuần dương công của hắn đã sớm đạt đến viên mãn, không cách nào tinh tiến được nữa. Hiện tại, tu luyện tử diên kiếm quyết thì không còn gì tốt hơn. Nhìn đạo đài mà mình đang ngồi, dường như Lâm Nhất đã hiểu ra vài điều. Tử diên tiền bối đuổi hắn ra ngoài, nhưng cũng không nói gì thêm mà lập tức rời đi. Nếu hắn tùy tiện lao ra, e là sẽ bị ma khí nhập thể mà chết, không được toàn thây và cũng sẽ trở thành kẻ ngốc không có thuốc chữa như lời của đối phương. Đưa ta cùng đạo đài ra ngoài hiển nhiên là muốn ta tu luyện tử diên kiếm quyết ngay lúc này. Nếu chỉ như vậy mà cũng không nghĩ ra được thì dù ta có chết, ngài ấy cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Ngộ ra điều đó, lâm nhất không còn do dự nữa, hắn lập tức lấy ra hai miếng linh thạch trung phẩm, mỗi tay cầm một miếng, khoanh chân mà ngồi, từ từ nhắm hai mắt lại. Vận chuyển tâm pháp của tử diên kiếm pháp, Đồng thời để linh nguyên trong cơ thể từ từ vận chuyển khắp kinh mạch. Kinh mạch phân mạch chủ và mạch nhánh, chưa khai mở huyền quan thì chỉ có 8 mạch chủ, còn mạch nhánh thì có vô số, có dùng cả đời cũng không cách nào đả thông toàn bộ. Tâm pháp thực chất là quá trình vận chuyển chân nguyên theo con đường khác biệt trong kinh mạch, tác động qua lại với sức mạnh nguyên thủy trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển chân nguyên hoàn toàn mới. Tâm pháp Tử Diên Kiếm Quyết có hơi phức tạp, khó đọc khó nhớ, không dễ lĩnh hội ngộ tính hơi kém có thể dẫn đến việc lĩnh hội sai lầm ý nghĩa chân chính sẽ tạo thành kết cục khó có thể bù đắp được nhẹ thì bị công pháp phản phệ nặng thì kinh mạch bị phá hủy tẩu hỏa nhập ma tuy nhiên với ngộ tính của lâm nhất sáu tầng đầu tử diên kiếm quyết không làm khó được hắn gần như chỉ mặc niệm vài lần là đã có thể hiểu và lý giải toàn bộ sau khi lâm nhất lĩnh ngộ tử diên kiếm quyết linh nguyên tiên tiên bắt đầu vận chuyển một cách phức tạp khắp mạch chủ và mạch nhánh trong cơ thể có rất nhiều mạch nhánh chưa được mở ra, cần sự tác động của linh nguyên tiên thiên để khai mở. Chẳng mấy chốc, hai miếng linh thạch trung phẩm trong tay đã bị tiêu hao hết sạch, hoàn không mất hết linh khí. Lâm Nhất liền ném chúng đi, sau đó lại lấy ra hai miếng linh thạch trung phẩm, tiếp tục tu luyện. Tốc độ tiêu hao linh thạch khi tu luyện Tử Diên kiếm quyết phải nói nhanh chưa từng có. Chỉ mới nửa canh giờ mà đã tiêu hao hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm, quả thật đáng sợ. Toàn thân Lâm Nhất tỏa ra sương mù màu tím, Tử Diêm kiếm quyết tựa như một dòng suối thích thú chảy tràn khắp kinh mạch hắn. Chán của hắn dịn ra mồ hôi, quần áo trên người ướt đẫm. Thời gian dần trôi, bất giác đã qua 10 ngày. Trên người Lâm Nhất có hơn 100.000 miếng linh thạch trung phẩm, mấy trăm viên tiên thiên đan, còn có hơn một nửa khối linh nhũ tiên thiên hóa thạch mà hắn đã cất giấu, tiêu hao sạch sẽ số đó, Tử Diên kiếm quyết mới miễn cưỡng đột phá đệ nhất trọng lốc xoáy lửa hừng hực trong cơ thể đã được tử diên kiếm quyết luyện hóa thành một đóa hoa tử diên. Tuy hình dáng có hơi thô giáp, nhưng đóa tử diên này vô cùng đáng sợ. Trong 10 ngày qua, Lâm Nhất đã rèn luyện tử diên kiếm quyết xuyên suốt 306 lần. Sau mỗi một lần như vậy, đóa tử diên lập tức vỡ ra thành bụi phấn, không cách nào ngưng tụ được. Vòng tuần hòa như thế cứ lặp đi lặp lại khiến hắn cạn kiệt sức lực và cũng có chút đau đớn. Đến hôm nay, cuối cùng hoa tử diên cũng đã ngưng tụ thành hình, hoàn toàn ổn định. Trong cơ thể, lốc xoáy lửa tạo nên từ tiên thiên thuần dương công đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một đóa tử diên. chương 335, tìm cách rời khỏi ma động. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng lâm nhất cũng mở mắt ra. Hắn vung tay, một luồng nội kinh vô hình bay vọt ra, vượt khỏi đạo đài, chém vào thạch bích trong động ở cách đó hơn trăm mét. Xoẹt, vụn đá bay tán loạn, trên thạch bích xuất hiện một vết nứt sắc bén, sâu khoảng nửa tấc. A à, à, à. Lâm Nhất hô to một tiếng, duỗi tay đẩy ra, trên người hắn bộc phát rất nhiều kinh khí. Mỗi một tia đều sắc bén hệt như kiếm quang, thạch bích phía trước thoáng chốc xuất hiện hơn trăm vết nứt chằng chịt, khiến người không khỏi hoảng sợ. Mới tu luyện đến đệ nhất trọng, thế nhưng khí kình của ta đã có thể bắn ra trăm mét, hơn thế nữa còn vô cùng mạnh mẽ và sắc bén như mũi kiếm. Advertisement thấy cảnh tượng trước mắt lâm nhất thầm kinh hãi có hơi giật mình thẳng thốt lúc trước dựa vào sự bành trướng linh nguyên tiên thiên trong cơ thể khí kình vừa hung mãnh vừa bá đạo có thể bay vọt ra trăm mét bắn nát đá tảng cộng thêm năng lực phối hợp cương nhu càng dễ dàng nghiền đá thành cho, vô cùng mạnh mẽ nhưng so với kiếm kình hiện tại vẫn thiếu đi một phần sắc bén cũng không đủ cô đọng kế thừa sự hung mãnh bá đạo của thuần dương công tử nhiên kiếm quyết càng thêm sắc bén Ngưng thực và Lâm Nhất cũng ngày càng khống chế thuần thục hơn. Advertisement Hai mắt hắn lóe sáng, nôn nóng muốn thử xem uy lực mạnh nhất của Tử Diên kiếm quyết. Vì thế liền ra tay đánh một quyền vào đạo đài bên cạnh. âm um, Đạo đài lập tức nổ tung, vô số vết nước lan ra, đan xen vào nhau, cực kỳ giống hình dáng của Hoa Tử Diên. Tuy nhiên, ngay sau đó, những vết nước trên đạo đài bỗng nhiên khép lại. Chẳng mấy chốc đã khôi phục hoàn hảo, bóng loáng sáng ngời. Hiện tại dù ta không dùng kiếm quang võ hồn, thì kiếm kình dâng trào trong nắm đấm cũng đã cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có thể xé rách đạo đài trong vài giây ngắn ngủi, nếu như đánh vào người võ giả thì. Trong mắt lâm nhất lóe lên tia sáng lạnh, hiện tại tử diên linh nguyên của hắn đã có thể đối chọi với kim diếm quyết của Mai Tử Họa. Ngày đó, mặc dù tiên thiên thuần dương công của hắn đã đạt đến viên mãn đỉnh phong nhưng vẫn không cách nào áp chế được đối phương. Chuyện này đã khiến hắn dối rắm rất lâu. Bây giờ, nếu có thể đấu với tên kia một trận, không cần dựa vào năng lực cương nhu phối hợp gì gì đó, hắn vẫn có thể thẳng tay trấn áp đối phương. Tuy nhiên, mức độ tiêu hao của Tử Diên kiếm quyết thật đáng sợ, ta phải tiêu tốn toàn bộ tài nguyên trên người mới miễn cưỡng đạt đến đệ nhất trọng. Lâm Nhất thầm nhủ, công pháp càng mạnh mẽ thì càng cần lượng tài nguyên khổng lồ. Lại nói, con số mà Tử Diên kiếm quyết đòi hỏi quả thực khó có thể tưởng tượng được. Hắn lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, lúc này, mặc dù cảm thấy rất hài lòng, mãn nguyện, nhưng Lâm Nhất vẫn có chút tiếc nuối. Đã có công pháp, nhưng vẫn chưa có võ kỹ phù hợp, lôi âm kiếm pháp có chút không xứng với tử diên kiếm quyết. Không đúng, hình như mình còn một khối ngọc giản. Lâm Nhất trong lòng khẽ động, lấy khối ngọc giản phong ấn đạn chỉ thần kiếm, nhủ thầm, với thực lực của ta hiện tại hẳn là đủ để nghe được tin tức. Ấn ngọc giản lên chán, tin tức tựa như thủy triều ào ào tràn vào tâm thức. Tông môn bí thuật đạn chỉ thần kiếm, bí thuật này có lực sát thương cực lớn, có được uy lực hủy diệt thiên địa trong phút chốc, rất có hại cho thân thể, người có thể chất không đủ mạnh mẽ thì đừng nên tu luyện. Quả nhiên sau khi tu luyện tử diên kiếm quyết đạt đến đệ nhất trọng, rồi mới đi xem lượng tin tức như thủy triều kia, thì áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Uy lực đạn chỉ diệt thiên, nếu không có thân thể mạnh mẽ thì không cách nào tu luyện được. Lôi viêm chiến thể của ta có thể miễn cưỡng xem là thân thể mạnh mẽ chứ nhỉ?" Lâm Nhất lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục xem. "Đạn Chỉ Thần Kiếm có 5 cảnh giới lớn, cảnh giới thứ nhất tụ khí thành lưới kiếm, đả thương kẻ địch trong nháy mắt, cảnh giới thứ hai chỉ một thoáng kinh hồng, kiếm phá hư không, cảnh giới thứ ba, tâm linh thương thông, thần kiếm có linh, cảnh giới thứ tư, nhất chỉ đỉnh phong, trời nghiêng đất ngả, cảnh giới thứ năm, trong khoảnh khắc, trang sao rơi dụng, nếu như không đủ mộ tính, chớ miễn cưỡng tu luyện, làm hỏng thanh danh tử diên kiếm thánh ta. Câu cuối cùng khiến Lâm Nhất Nhịn không được bật cười, không ngờ đạn chỉ thần kiếm lại là bí thuật do tử diên kiếm thánh lưu lại. Có lẽ trong quá khứ, vị này rất kiêu ngạo, e là trong mắt ông ta, người trong thiên hạ ít có ai là không ngu ngốc. Tuy nhiên, nếu là bí thuật thì chắc chắn rất khó tu luyện, yêu cầu ngộ tính vô cùng hà khắc. Nếu mọi người đều có thể tu luyện thì đó không còn là bí thuật nữa hôm nay tiểu bối cố chấp tu luyện, kính xin tiền bối thứ lỗi. Mặc kệ tử diên kiếm thánh có nghe được hay không, Lâm Nhất lẩm bẩm một câu, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ bí thuật trong ngọc giản. Ấn ngọc giản trên chán hơn ba canh giờ, cuối cùng, Lâm Nhất cũng từ từ mở mắt ra. Sau khi cất kỹ ngọc giản, ngón giữa cong lại, ngón cái đặt lên trên, tạo thành tư thế búng tay. Lâm Nhất khẽ búng, một luồng kiếm quang sắc bén từ đầu ngón tay bay vọt ra như mũi tên, phá không mà đi, âm thanh xé gió quanh quẩn mãi trong hàng động không dứt trong trẻo và âm vang. Xoẹt, kiếm quang quét qua vách hang động, để lại một vết chém thật sâu, sau đó từ từ lan ra, kéo dài đến hơn ngàn mét. Âm âm âm, đất đát trên vách động tựa như tuyết lở, bỗng chốc ảo ảo rơi xuống. Kiếm thế sắc bén bực này khiến Lâm Nhất có hơi kinh ngạc, kiếm quang cỡ này, dù là võ giả tiên thiên thất khiếu cũng chưa chắc làm được có lẽ cường giả tiên thiên thất khiếu dùng hết sức có thể bộc phát sát chiêu khủng bố hơn nhiều tuy nhiên nếu muốn như lâm nhất trong khoảnh khắc có thể tùy ý chém ra một luồng kiếm quang sắc bén đến như vậy thì e là khó lại càng thêm khó thật khó tin chỉ một chỉ lại có thể tạo thành lực phá hoại khủng khiếp đến như vậy quan trọng hơn chính là hắn mới thi triển lần đầu thôi đấy cảnh giới thứ nhất của đạn chỉ thần kiếm còn không được tính là tiểu thành nên rời khỏi đây rồi lâm nhất bắt đầu quan sát ma động ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc. Da thịt toàn thân từ từ tỏa ra ánh huỳnh quang màu đỏ tía, thoạt nhìn tựa như một khối ngọc lưu ly, vô cùng chói mắt. Đã chịu thiệt một lần, đương nhiên Lâm Nhất biết rõ ma khí đáng sợ như thế nào. Hắn không dám chủ quan, đã sớm thi triển lôi viêm chiến thể. Lâm Nhất dùng sức nhảy vọt lên, nắm lấy trụ nham thạch, bắt đầu leo. Chẳng mấy chốc, hắn đã lên đến đáy của ma động, ma khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, Bủa vây lấy hắn. chương 336, khảo nghiệm cấp địa ngục trong ma động. U, u u ma khí màu đen hóa thành từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua từng tất da thịt trên cơ thể lâm nhất. Cũng may, lúc này, ma khí không quá mức khủng bố, cho nên lâm nhất cũng không cảm thấy lo ngại. Một lúc lâu sau, ma khí ngày càng đậm đặc, hóa thành chất lỏng sền sệt, đau đớn tựa như thủy chiều sộc thẳng vào tim lâm nhất. Cơn đau khó tả không ngừng dày vò hắn. Tuy nhiên, khi ma khí màu đen sắp dừng lại, đánh vào thần trí Lâm Nhất thì Đóa Tử Diên trong cơ thể hắn lập tức khai triển thành kiếm quang linh nguyên, xé chúng thành mảnh vụn, không cách nào dừng lại dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng dù là vậy, tác động của ma khí đối với thân thể hắn cũng ngày càng trở nên đáng sợ. Trên mặt Lâm Nhất đã có thêm nhiều vết thương dữ tợn, máu tươi chảy đầm đìa. Advertisement Toàn thân dường như có một lưỡi dao băng sắc bén đang không ngừng khắc vào da thịt, mỗi một giây phút đều đang khảo nghiệm lòng người cơ thể hắn tựa như một khối ngọc thô đang được mài rũa. Da thịt tỏa ra ánh sáng màu đỏ tía óng ánh, ánh sáng màu tím ngày càng thuần khiết hơn, cũng có nghĩa là ánh sáng đỏ đại diện cho sức mạnh của viêm ma đang ngày càng yếu đi. Lôi viêm chiến thể vốn là môn công pháp rèn luyện thân thể lấy thuộc tính lôi làm chủ, không cho phép đảo loạn chủ thứ. Tử diên tiền bối không lừa ta, cảm nhận được những biến hóa của thân thể, lâm nhất thầm nghĩ. Ánh mắt hắn lóe lên tia kiên cường, Cắn răng tiếp tục leo lên trên. Advertisement. Hắn bỏ suốt 3 ngày ba đêm trong ma động, nhiều lần rơi vào tuyệt vọng, đều cắn chặt răng vượt qua. Thân thể được tôi luyện trong hoàn cảnh tựa như địa ngục không ngừng trở nên mạnh mẽ với tốc độ khủng khiếp. Ấm. Uhm. Đến khi lâm nhất nhảy ra ngoài, đặt chân vào kiếm trùng, toàn thân hắn được gột rửa, sáng lóng lánh như một khối tử ngọc tuyệt thế, trói lóa như ánh chấp. Không còn một chút ánh sáng đỏ nào, chỉ có đôi mắt là lập lè lửa đỏ thân như tử ngọc, mắt đỏ như máu, óng ánh như tia lửa điện, đây chính là lôi viêm chiến thể của vạn gia tầng cuối cùng bị khuyết thiếu. Sau khi trải qua khảo nghiệm cấp địa ngục của ma động, rốt cuộc lâm nhất cũng luyện thành lôi viêm chiến thể hoàn mỹ. Phóng mắt nhìn quanh, kiếm trùng bao la không có một bóng người. Đại đội cao thủ của Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn đã sớm rời đi, cũng không có ai canh giữ ở cửa động, ở đây chỉ còn lại một người là hắn. Lâm nhất không nán lại quá lâu, hắn dựa theo sơ đồ trong trí nhớ nhanh chóng đi đến lối ra bí cảnh không bao lâu sau tinh môn xoay tròn xuất hiện trong tầm mắt lâm nhất hắn thở phào nhẹ nhóm cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây ầm ầm nhưng ngay lúc này kiếm chủng đột nhiên sụp xuống vô số thanh kiếm cổ lần lượt gãy lìa mảnh kiếm vỡ bay múa giữa cuồng phong kiếm thế cuồn cuộn sau lưng đã rơi vào hỗn loạn quét qua bốn phương tám hướng dường như muốn cắn nuốt hết thảy hẳn là tàn hồn của tử diên tiền bối đã đồng quy vô tận cùng người bộ ma thi kia rồi, bí cảnh này không tồn tại được nữa. Lâm nhất biến sắc, chạy như điên về phía tinh môn, nhưng hắn chợt thấy tinh môn đang xoay tròn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thanh dương giới, trong di tích tông môn minh mông rộng lớn, ngập tràn khí tức đổ nát tang thương. Trên một đống đổ nát hoang tàn có một tòa kiếm các đứng sừng sững. Tựa như một đóa mai vươn lên giữa rừng hoa tàn úa, một mình một cõi, ngạo nghễ và tràn đầy mị lực. Bên ngoài di tích đa phần chỉ có thể tìm được những mảnh vụn, lúc này bỗng nhiên có dị bảo xuất thế, quả thật là chuyện chưa từng có. Tuy nhiên, kiếm các cao chót phót kia có tỷ lệ xuất hiện bảo vật quý trọng cực lớn. Đồng nghĩa là mức độ nguy hiểm của nó cũng khiến người không rét mà run, không khỏi líu lưỡi trước uy phong của kiếm, chính vì điều đó đã ngăn cản bước chân của hầu hết nhà thám hiểm. Dù người có to gan lớn mật cỡ nào thì cũng thế, dù không sợ cấm chế trong kiếm các, nhưng nếu không cản nổi kiếm uy bên ngoài thì cũng uổng công. Phần lớn những võ giả từng đi ngang qua kiếm các đều sẽ đứng từ xa quan sát một phen, sau đó không cam lòng rời đi. Quả thật bọn họ không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, hôm nay trong kiếm các đột nhiên có rất nhiều võ giả tề tụ, tạo thành động tĩnh không nhỏ, khiến nhiều người chú ý. Huyết đồ. Bọn họ là người của Huyết Vân môn. Khi nhìn rõ trang phục và phụ kiện trên người đám người kia, còn có khuôn mặt của người chỉ huy, những võ giả đi ngang qua lập tức tỏ vẽ đã hiểu. Kiếm các có vô vàn mối nguy. Ở quận Thanh Dương, chỉ có tông môn thuộc tam đại bá chủ mới có thể tập kết cao thủ tiến vào đó. Tuy nhiên, nếu không có huyền khí thượng phẩm, e là khó dò xét tam đại bá chủ. Thình thịch, thình thịch. Chẳng mấy chốc, trong kiếm các lại có một nhóm cường giả tiên thiên ùa ra, số lượng cũng không kém hơn huyết vân môn là bao. Là người của Kim Diệm Tông hai tông môn lớn này vậy mà lại liên thủ với nhau, cùng xông vào kiếm các, đúng là chuyện lạ. Không phải nói các tông môn thuộc tam đại bá chủ vẫn luôn bất mãn với nhau, hễ gặp mặt là choảng nhau sao? Có gì đó sai sai, các ngươi nhìn sắc mặt của Mai Tử Hỏa và huyết đồ kia. Hai tông môn lớn vốn có thủ oán sâu đậm lại cùng xông ra từ một tòa kiếm các. Việc này lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Mặt mai tử hỏa tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu, chưa kịp lau sạch tay phải của hắn nắm chặt một cuộn ngọc giản, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Hẳn là trong lúc phá bỏ cấm chế, hắn ta đã bị thương không nhẹ. Chật chật, đúng là đồ vô dụng, phá bỏ một cái cấm chế nho nhỏ mà cũng hao tốn sức lực nhiều như thế. Theo ta thấy, ngọc giản trong tay người tám chín phần là rác. Thấy Mai Tử Họa đi ra, huyết đồ nở nụ cười vừa âm u vừa quái đản. Người của hai tông môn lớn đã canh giữ bên cạnh ma động kiếm tông suốt bốn ngày, đợi đến khi xác định Lâm Nhất đã thật sự chết, cả bọn mới không cam lòng rời đi. Cứ thế tay không quay về, hiển nhiên huyết đồ và mai tử họa không thể chấp nhận được. Nghỉ vào việc bản thân có huyền khí thượng phẩm, bọn họ đã phải tốn không ít công sức trong kiếm các mới tìm được hai cuộn ngọc giản, mỗi người giữ trong tay một cuộn. Mai tử họa lau đi vết máu khô trên khóe miệng, tự tin nói, sợ là đã khiến người thất vọng. Xoạt! Đột nhiên hắn duỗi tay ra, Ngọc Giản trong lòng bàn tay lập tức tỏa ra kiếm thế chẳng chịt, tạo thành một trận cuồng phong kinh thiên động địa. Kiếm thế quả thật khủng bố. Theo ta đoán thì ít nhất là một cuốn công pháp huyền cấp. Nói không chừng là bí thuật đấy. Thanh thế kinh người như vậy không chỉ khiến người của huyết vân môn cảm thấy căng thẳng, ở đằng xa, võ giả tiên thiên cũng bị kích động. Giờ thì ngươi đã biết ngọc giản của ai mới là rác rồi đúng không? chương 337, còn sống nhìn thấy vẻ mặt âm u của huyết đồ, Mai Tử Họa cười khẩy, áp miếng ngọc giản vào giữa đầu mày. Một dòng thông tin như thủy triều hiện lên trong đầu hắn ta. 15 tháng 7, trời âm u, đã gần 2 tháng kể từ khi ta trở thành đệ tử của sư phụ, các sư huynh sư tỷ đều rất tốt với ta, họ ăn nói cũng dịu dàng, không bắt nạt ta như người ngoài, ta cảm thấy như một gia đình. Hôm nay ta xuống núi hái linh dược giúp sư phụ, tiện thể uống vài bình rượu, thời gian này thật tuyệt vời miếng ngọc giản có bề ngoài sắc bén, kết quả bên trong toàn là chuyện vật vãnh, vẻ mặt tự tin của Mai Tử Họa dần khác thường, cuối cùng trở nên xanh mét. Ha ha ha! Thấy thế, huyết đồ lập tức cười sằng sặc, không cần nghĩ cũng biết ngọc giản của đối phương chắc chắn là đồ bỏ đi, một tên vô dụng như người có thể lấy được ngọc giản tốt mới lạ đấy. Ta cũng không tin người có thể lấy được miếng ngọc giản nào tốt. Advertisement Mai Tử Họa vốn đã rất tức giận, Vừa nghe Huyết Đồ cười nhạo không chút nể mặt, khuôn mặt tuấn tú của hắn ta hơi vặn vẹo. Huyết Đồ cười bảo, "Việc này không cần Mai huynh phải lo lắng." Xoạt, hắn ta xòe tay phải ra, trên tay có một miếng ngọc giản màu hồng óng ánh trong suốt phát ra ánh sáng hấp dẫn, rực rỡ như sao, đẹp không thể tả. Advertisement. Ngọc giản đẹp quá. Miếng ngọc giản này đúng là một kỳ vật, thảo nào Huyết Đồ dám tự tin như thế. Thì ra hắn ta cố tình giấu chiêu chờ để cười nhạo Mai Tử Họa. Nghe tiếng bàn tán ở phía xa, huyết đồ đắc ý nhìn Mai Tử Họa lúc này sắc mặt đã tái như gan lợn, đấu với ta, người vẫn chưa xứng đâu. Nói xong, hắn ta áp miếng ngọc giản lên chán. Cũng giống Mai Tử Họa, một dòng thông tin như thủy triều lập tức tràn vào đầu huyết đồ. 18 tháng 6, trời nắng, tiểu sư đệ mới đến cứ ngốc nghếch, trông thật đáng yêu, mặt mũi cũng tuấn tú đấy, hi hi, lúc nào ta cũng muốn trêu hắn. Nhưng sư huynh vẫn đẹp hơn, chắc hôm nay huynh ấy sẽ về kiếm các, ta nên mặc váy đỏ hay bộ váy xanh này đây, thật khó chọn, váy xanh. Váy đỏ. Khúc sau của lượng thông tin khổng lồ toàn nhắc lại váy xanh và váy đỏ, mặt huyết đồ lập tức tái mét. Rõ ràng đây chỉ là cảm xúc của một thiếu nữ, nó không hề có tác dụng gì với hắn ta. Không biết huyết đồ huynh tìm được công pháp tuyệt thế gì, nói cho chúng ta nghe thử nào. Mai Tử Họa nhìn mặt đoán ý, khi thấy đối phương tái mặt, hắn ta mừng rỡ, cười nói. Khóe miệng huyết đồ khẽ giật, hắn ta lạnh mặt cất ngọc giản, ta cần phải nói cho ngươi à. Đây không phải phong cách của huyết đồ huynh, bên trong có nội dung gì, ta thấy chắc là tình cảm đơn phương của cô nương kia thôi. Mai tử họa cũng không định bỏ qua cho đối phương, tiếp tục mỉa mai huyết đồ. Các võ giả tiên thiên đứng xem ở phía xa cũng hiểu hai người này đều xui xẻo, tốn hết công sức tìm ngọc giản nhưng nội dung toàn là thông tin vô dụng đây cũng là chuyện thường tình ở di tích tông môn này. Khi mai tử hỏa và huyết đồ đang chế diễu lẫn nhau thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Âm, uhm, các cao thủ kim diệm tông và huyết vân môn còn chưa kịp phản ứng, kiếm các đằng sau họ đã sụp đổ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Giữa làn cắt bụi, một luồng kiếm uy đáng sợ hóa thành cơn gió giết gào, quét ra bốn phương tám hướng. Mặt đất không ngừng rung chuyển khiến người ta kinh sợ hãi hùng. Mai tử hỏa và huyết đồ đồng thời biến sắc, dẫn các cao thủ của tông môn nhanh chóng chạy ra xa. Sau khi kiếm uy tản đi, hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn. Vèo. Khi họ đang nghi hoặc thì có một bóng người nhảy ra khỏi đống đổ nát của kiếm các. Trong làn bụi mù mịt, bóng người kia từng bước đến gần, diện mạo cũng dần hiện rõ. Là hắn, là lâm nhất, thằng xúc vật này vẫn chưa chết. Khi Mai Tử Hỏa và huyết đồ thấy rõ diện mạo của lâm nhất, các cao thủ Tiên Thiên của hai tông phía sau cũng nhận ra hắn. Nhất thời vẻ mặt của mọi người trở nên khá đặc sắc. Làm phiền các vị phải nhớ mong rồi, sợ là tiểu tử ta tạm thời chưa chết được. Lâm Nhất sờ mũi, nheo mắt lại, cười khẽ nói. Các cao thủ Tiên Thiên của Huyết Vân môn và Kim Diệm tông đều kinh ngạc, hiển nhiên họ không ngờ Lâm Nhất rơi vào ma động lại có thể sống sót trở ra. Đây là nơi nguy hiểm đến cả cao thủ bán bộ Huyền Quan cũng không dám xông vào bảo khí của huyết phân môn ta do ngươi cướp đúng không? Nhìn thấy Lâm Nhất còn sống sót, thù mới hận cũ gộp lại khiến huyết đồ giận run người. Cơn thịnh nộ trong lòng, sát khí mù mịt trong mắt và linh nguyên trong cơ thể cuộn trào điên cuồng. Bảo khí thật sự nằm trong tay ngươi. Mắt mai tử họa lóe lên vẻ tham lam, hắn ta bước tới một bước, lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt của các cao thủ tiên thiên thuộc hai đại tông môn đều trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lâm nhất. Bảo khí Mai Tử Hỏa và huyết Đồ lần lượt nhắc đến hai chữ bảo khí khiến nhiều võ giả tiên thiên nghe tin tới đây đều chấn động. Thảo nào huyết vân môn và kim diệm tông lại đồng thời xông vào một gian kiếm cát hóa ra là vì một món bảo khí. Trong nháy mắt rất nhiều câu hỏi đều đã có câu trả lời. Nhưng nghe hai người nói vậy, có vẻ như món bảo khí có sức mạnh vô song kia đã rơi vào tay Lâm Nhất. Khá lắm, không ngờ ngươi lại cướp được một món bảo khí từ tay hai đại tông môn chương 338, ngang nhiên cướp đoạt. Mọi người hít vào một hơi, tất cả đều cảm thấy không thể tin được. Lâm nhất nhìn huyết đồ và mai tử họa hùng hổ ham dọa, thản nhiên nói, một vật vô chủ thôi, nói cứ như hai đại tông môn các ngươi làm rơi ở đây vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể lấy vật vô chủ này. Huyết đồ sầm mặt, vung tay lên quát, giết hắn. Vèo, trong nháy mắt có rất nhiều bóng người xuất hiện, huyết phân môn và kim diệm tông mỗi bên có bốn cao thủ tiên thiên ngũ khiếu sông về phía lâm nhất cùng lúc. Khí thế mạnh mẽ toát ra từ tám người, đủ loại sát chiêu ùn ùn đánh tới. Lúc ra tay, vẻ tàn nhẫn trên mặt họ khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Lâm nhất nheo mắt, nét mặt cười như không cười, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Advertisement. Hôm nay, hắn sẽ không sợ hai đại tông môn này. Không ngờ tiểu tử này không né tránh, đúng là muốn chết mà đòn tấn công của tám cao thủ tiên thiên ngũ khiêu đánh chúng lâm nhất cùng lúc, tạo thành tiếng nổ ầm vang liên hồi. Một đòn đáng sợ như thế, ngay cả cao thủ tiên thiên thất khiếu cũng phải cân nhắc kỹ. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nhưng lâm nhất lại cười khẩy như không có chuyện gì. Tám người hơi kinh hãi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Advertisement. Khi họ đang định lùi lại, lâm nhất thầm khịt mũi, một luồng uy thế cuồng bạo từ trên người hắn phóng thẳng lên trời trong phút chốc, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc chuyển động liên tục. Khi một tia chớp cắt ngang bầu trời, toàn thân lâm nhất chấn động, một tiếng giống như sấm vang lên trong cơ thể hắn, uy thế lôi viêm bùng nổ như con thú giữ bị nhốt lâu ngày. Tám cao thủ tiên thiên ngũ khiếu đồng thời bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng ai cũng chảy máu. Sau khi rơi xuống đất, họ ngẩng đầu lên nhìn lâm nhất, vẻ kinh sợ lập tức thoáng qua trong mắt họ, đây là chỉ thấy toàn thân lâm nhất óng ánh như viên ngọc tím, hai mắt đỏ ngầu lập lòe ánh lửa. Khí thế cuồng bạo làm hắn trông như chứa đựng áp lực khổng lồ. Đó là lôi viêm chiến thể hoàn mỹ, dùng uy áp thuần túy của thân thể khiến người ta kinh sợ hãi hùng, không dám nhìn thẳng. Trong tiếng hét phẫn nộ, lâm nhất siết chặt năm ngón tay, sức mạnh cuồn cuộn chấn động giữa quyền mang, phóng ra lôi viêm yêu diễm. Chết đi! Quyền mang nổ tung, khí mang đáng sợ ẩn chứa kiếm kinh, Lâm Nhất tung một cú đấm làm cho bụi bặm bốc lên đầy trời, cuồn cuộn như nước sông Trường Giang. Đây là cú đấm đầu tiên hắn dồn hết toàn lực đánh ra sau khi luyện thành tử diên kiếm quyết và lôi viêm chiến thể hoàn mỹ. Chỉ với một cú đấm, nó đã bộc phát lực sát thương còn kinh khủng hơn sát chiêu mạnh nhất mẽnh hổ quyền ngày trước. Đất đá bay đầy trời, cuồng phong gào thét. Tám cao thủ tiên thiên ngũ khiếu đến từ huyết phân môn và kim diệm tông vốn đã bị lâm nhất gây chấn thương khi thấy cú đấm này đánh tới, vẻ hoảng sợ lập tức lóe lên trong mắt họ họ cố nén chấn động ra tay đỡ đòn bùm mặt đất lập tức nứt toạc trong tiếng nổ vang như sấm cả tám người bị đánh bay ra ngoài cùng lúc sau khi rơi xuống đất họ lại lùi nhanh ra sau mấy bước vẫn chưa thể đứng vững phụt mấy người huyết phân môn phòng ngự kém đồng thời hộp ra một búng máu chỉ một cú đấm đã đánh lui tám cao thủ ngũ khiếu người ra tay chỉ mới là một thiếu niên tiên thiên tư khiếu không thể không nói cảnh tượng này khiến người ta rất chấn động. Đủ mạnh đó, nhưng vẫn chưa là gì so với phá quân quyền của ta. Mai tử họa tính vốn kiêu ngạo, hắn ta khịt mũi, không đợi huyết đồ và người của huyết vân môn có phản ứng đã xông lên đầu tiên. Bùm! Hắn ta nhảy lên cao, tung một cú đấm về phía lâm nhất. Quyền mang bùng nổ, uy thế mạnh mẽ từ hắn ta tản ra bốn phương tám hướng, thoạt nhìn như uy thế của một người trấn áp cả thiên quân vạn mã chỉ xét về mặt khí thế thì nó còn mạnh hơn cú đấm của Lâm Nhất vừa rồi. Hay lắm." Lâm Nhất nhướng mày, muốn liều một trận để bù đắp những uất ức trong quá khứ. Hắn giơ tay đỡ đòn mà không hề nghĩ ngợi. Oanh! Quyền mang chạm nhau, mặt đất dưới chân hai người bị nứt ra vì dư chấn, sau đó nứt toác. Bụi đất tung bay, vô số đá vụn xoáy lên cao dưới lực đẩy của dư chấn. Bang bang bang. Hai người không đổi sắc mặt, tay đánh không ngừng lực đấm ngày càng mạnh, kinh khí chấn động lại nghiền đá vụn bay lên xung quanh thành bột phấn. Trong phút chốc, hai người đã tung 10 cú đấm, khí thế động thời vô cùng đáng sợ. Mai tử họa chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sao động, cánh tay đau nhức, mắt lộ vẻ kinh ngạc sao có thể. Không ngờ quyền mang của Lâm Nhất lại hoàn toàn áp chế hắn ta, cao hơn hắn ta một bậc từ đầu tới cuối trận. Dù hắn ta có thi triển kim diễm quyết điên cuồng đến đâu cũng không thể cứu vãn. Sau 10 cú đấm, linh nguyên dâng lên trong cơ thể hắn ta đã mơ hồ có khuynh hướng hỗn loạn chỉ có chút bản lĩnh này sao ta mới làm nóng người thôi lâm nhất cười nhếch mép tử diên hoa trong cơ thể nở rộ rực rỡ lại thêm một dòng linh nguyên tràn vào quyền mang sức mạnh của cú đấm này lớn hơn gấp đôi so với uy lực vừa rồi bùm quyền mang chưa đến chỉ uy thế thôi đã làm mai tử hỏa bị chấn động văng ra ngoài khi hắn ta rơi xuống đất quyền mang đáng sợ đánh úp về phía hắn ta như con thú giữ điên rồ. Mai tử hỏa không dám nghĩ nhiều, lập tức vỗ mạnh vào túi chữ vật, lấy ma viêm kích ra đỡ đòn. Xoạt xoạt xoạt, mai tử họa lấy ma viêm kích nhìn nát quyền mang, vì bất ngờ không kịp đề phòng, hắn ta lại tái mặt, lùi lại thêm mấy bước. Vù, lâm nhất vừa định đuổi qua thì bỗng có một tia huyết quang lặng lẽ bay tới từ đằng sau. Nó như con rắn độc nham hiểm, cắn thẳng về phía cổ hắn. Mắt Lâm Nhất lóe lên, hắn xoay người, túm chặt lấy tia huyết quang bay nhanh như chớp kia. Hắn nhìn kỹ lại, là huyết cốt tiên trong tay Huyết Đồ, nó đã quấn lấy tay hắn từ lúc nào không hay. Xem ra ngươi đã lấy được khá nhiều thứ tốt ở Thanh Dương giới, nhưng đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm." Huyết Đồ nở nụ cười âm trầm, huyết cốt tiên mà Lâm Nhất đang nắm quấn quanh cả cánh tay hắn như xương sụn. Vẻ mặt Huyết Đồ cực kỳ lạnh lẽo, từng dòng linh nguyên màu máu đổ vào trong huyết cốt tiên chương 339 khiêu khích. Huyết cốt tiên quấn quanh cánh tay Lâm Nhất lập tức siết chặt lại. Hắn dùng sức mấy lần vẫn không thể thoát ra được, ngược lại huyết cốt tiên quấn tay hắn càng siết chặt hơn. Huyết Đồ cười khẩy, tiểu súc vật, chưa nhìn thấy huyền khí thượng phẩm đúng không, bị huyết cốt tiên quấn lấy còn muốn tránh thoát, đúng là không có kiến thức. Ăn kích đi. Mai Tử Họa hoàn hồn lại, thấy Lâm Nhất bị khống chế, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng lạnh hắn ta thi triển huyền khí thượng phẩm trong tay đến mức mạnh nhất, sau đó chém một nhát. Mũi kích nặng nề tựa ma diếm chậm rãi bốc cháy, một kích hạ xuống khiến không khí như cô động lại. Không ổn. Thấy hai nhân tài kiệt xuất của quận Thanh Dương cầm huyền khí thượng phẩm bao vây tấn công lâm nhất cùng lúc, trong lòng các cao thủ tiên thiên đứng xem ở phía xa bóng trùng xuống, họ đều biết lâm nhất đang gặp nguy hiểm. Advertisement. Huyền khí thượng phẩm thực sự khiến người ta thèm muốn. Lâm nhất nhìn ma viêm kích tạo ra âm thanh kinh thiên động địa, trong mắt đầy khao khát. Nhưng muốn giết ta bằng cách này thì không dễ vậy đâu. Lên! Trong tiếng hét giận dữ, Lâm nhất trở tay nắm lấy huyết cốt tiên, dùng hết toàn lực kéo mạnh một phát. Xoạt! Huyết đồ cầm chuôi do chưa kịp phản ứng đã bị Lâm nhất kéo bay lên cao, và mạnh về phía mai tử họa. Advertisement! Trời à! Sao có thể làm vậy được? Điều này cần sức lực mạnh tới mức nào, phải gần 10 vạn cân ấy chứ. Lôi viêm chiến thể hoàn mỹ, chắc chắn hắn đã luyện thành viêm ma chiến thể hoàn mỹ. Cứ thế kéo một cao thủ cầm huyền khí thượng phẩm bay lên cao, cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Bùm! Mai tử hỏa vào huyết đồ va mạnh vào nhau, dưới sức va chạm cực lớn, cả hai đều hộc ra một búng máu. Huyết cốt tiên trên cánh tay lâm nhất cùng lúc vượt xuống, hắn cử động tay, không có gì đáng ngại. Sau khi lôi viêm chiến thể được kích hoạt, những chấn thương bên ngoài không thể thực sự làm hắn bị thương. Nhưng sự khác thường của huyền khí thượng phẩm cần phải cẩn thận và đề phòng. Nếu là người có tu vi cao hơn, hắn đã không thể tránh thoát một cách dễ dàng như vậy. Chết tiệt. Lần này mai tử hỏa vào huyết đồ hoàn toàn bị Lâm Nhất chọc giận, sau khi đứng dậy, họ đồng thời xông về phía hắn. Cả hai đều cầm huyền khí thượng phẩm, kết hợp với cảnh giới của họ, khí thế ấy cũng đủ làm người ta phải biến sắc. Lâm Nhất ngoắc nhẹ tay, hộp đựng kiếm sau lưng hắn mở ra, sau đó hắn cầm chắc lấy táng hoa kiếm giữa vô vàn đóa hoa tường vi. Keng, thân kiếm tựa nước mùa thu lướt qua trước mặt Lâm Nhất, hắn không hề nghĩ ngợi mà xông thẳng lên trước. Lôi âm kiếm pháp, cuồng phong, phong khiếu như lôi. Cổ tay hắn run nhẹ, 9981 tia kiếm quang lập tức chồng lên nhau, tử diên kiếm quyết đồng thời khởi động. Lâm Nhất bật nhảy lên cao, chém một nhát về phía hai người kèm theo đó là một tiếng sét đánh. Ken ken, kiếm thế tản ra đâm thủng cả uy thế của hai người một cách dễ như trở bàn tay, khiến họ không đỡ nổi một đòn. Mai tử hỏa và huyết đồ vừa chuẩn bị đánh trả lập tức biến sắc, cùng lúc thu chiêu phòng thủ. Ken, uy thế của một kiếm chồng chất 9981 tia lôi kiếm ảnh, hai người cố gắng chống đỡ chỉ cảm thấy tay đau ê ẩm, khó có thể cầm binh khí. Lâm nhất được thế không muốn bỏ qua, dùng tử diên kiếm quyết khởi động táng hoa kiếm trong tay, tạo ra luồng kiếm thế lớn mạnh. Hắn thi triển vô số đòn tấn công vô song, cầm kiếm trong tay, khí chất của Lâm Nhất thay đổi hoàn toàn. Mái tóc dài phấp phới, khuôn mặt tuấn tú lạnh như xương giá, giữa hai đầu lông mày tràn đầy sắc bén, trông hắn vừa phô trương vừa tự tin. Ken ken ken, huyền khí thượng phẩm trong tay Mai Tử Hỏa và huyết đồ hoàn toàn không thể phát huy uy lực của huyền khí trước kiếm thế này nó bị tấn công từ bốn phía, lung lay sắp đổ như con thuyền lá lênh đênh bị bão quét. Chẳng mấy chốc, trên người cả hai đã trồng chất vết thương, máu bắn tung tóe. Người kiếm hợp nhất, bán bộ kiếm ý. Bỗng nhiên kiếm thế toàn thân lâm nhất thu lại, ngừng tụ thành một luồng kiếm thế sắc bén nặng nề hơn. Uy thế trong kiếm tựa như hòa nhập với trời đất. Một kiếm hạ xuống khiến mai tử hỏa cầm ma viêm kích quỷ phịch xuống đất. Vèo. Tiếp đó lại thêm một nhát kiếm, kiếm lóe qua nhanh như chớp huyết cốt tiên trong tay huyết đồ văng ra máu phun ra từ ngực hắn ta lại một tia kiếm quang chém trúng miệng huyết đồ để lại vết thương đáng sợ cút cùng lúc đó hắn bật nhảy đá một phát khiến mai tử hỏa quỳ dạp dưới đất định đứng lên bay thẳng ra ngoài bịch hắn ta như một món đồ bỏ đi cứ thế bị lâm nhất đá bay trông cực kỳ thảm hại kiếm chém huyết đồ chân đá mai tử hỏa không ngờ hai nhân tài kiệt xuất của quận Thanh Dương bắt tay đối địch lại rơi vào kết cục này trong tay Lâm Nhất. Điều này khiến các võ giả tiên thiên đến từ bốn phương đều sợ hãi, không ai ngờ lần này lại có kết quả như vậy. Keng! Cổ tay Lâm Nhất run lên, táng hoa kiếm xoay nửa vòng rồi bị hắn cắm xuống mặt đất trước mặt. Thân kiếm liên tục chấn động, kiếm ý còn sót lại vẫn khiến người ta phải kinh hãi. Các vị định đứng xem đến khi nào. Lâm Nhất khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn các cao thủ bán bộ huyền quan của hai đại tông môn đáng lẽ huyết phân môn và kim diệm tông mỗi bên đều có hai cao thủ bán bộ huyền quan nhưng cả hai tông môn đều có một người bị thương dưới ma động đến giờ vẫn chưa bình phục chỉ còn hai trưởng lão duy trì toàn cục lâm nhất nhìn hai người này trong mắt đầy ý chí chiến đấu mẹ kiếp tiểu tử này điên rồi sao không ngờ hắn lại khiêu khích cao thủ bán bộ huyền quan hắn thực sự không sợ chết à ta thấy lúc nãy hai trưởng lão kia đã chuẩn bị ra tay, họ đã nhịn nãy giờ vì sợ làm mai tử hỏa và huyết đồ bị thương. Đá bay mai tử hỏa, kiếm chém huyết đồ. Chẳng ai ngờ được Lâm Nhất vẫn chưa có ý định dừng tay, còn khiêu khích hai cao thủ bán bộ huyền quan. Trưởng lão bán bộ huyền quan của Kim Diệm Tông và huyết phân môn nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Một lát sau, chương 340, Đức Cao Vọng Trọng trưởng lão huyết vân môn hạ giọng nói, tiểu hữu bảo khí này thuộc về ngươi. Trong thanh dương giới, huyết vân môn ta sẽ không ra tay với ngươi nữa đâu. Kim diệm tông của ta cũng đảm bảo, trong thanh dương giới, bọn ta sẽ không ra tay với tiểu hữu nữa. Không ngờ hai trưởng lão bán bộ huyền quan của hai tông môn lớn lại nhượng bộ lâm nhất. Nhưng nếu như không nhượng bộ thì có thể làm được gì? Trước đây, lâm nhất đã đánh bay tám cao thủ tiên thiên ngũ khiếu chỉ bằng một quyền, Hai người bọn họ đều không mấy quan tâm chuyện này. Vì dù gì thì cũng là Tiên Thiên Ngũ Khiếu bình thường, không có gì đáng sợ. Nhưng khi Mai Tử Hỏa vào huyết đồ đều không làm được gì Lâm Nhất dù cho có huyền khí thượng phẩm trong tay, sắc mặt của hai người họ mới dần trở nên nặng chịu. Với thiên phú siêu phàm của Mai Tử Hỏa vào huyết đồ, thông thường, khi có huyền khí thượng phẩm trong tay thì năng lực cả hai sẽ không thấp hơn Tiên Thiên thất khiếu. Nhưng khi gặp phải Lâm Nhất thì cả hai lại hoàn toàn bị động đặc biệt là sau khi hắn xuất kiếm. Advertisement. Uy lực của đòn tấn công đó có thể hủy diệt tất cả, gần như áp đảo hoàn toàn. Hai người họ như vừa mới tỉnh mộng, thực lực của Lâm Nhất bây giờ đã không thể suy đoán bằng logic thông thường nữa. Thực lực hiện tại của hắn không bằng cao thủ bán bộ Huyền Quan nhưng nếu như muốn ung um dung rời khỏi thì cũng là chuyện rất dễ dàng. Trong thanh dương giới, nếu như hai tông môn lớn tiếp tục làm khó Lâm Nhất thì họ cũng không được lợi ít gì. Còn về phần bảo khí trong Thanh Dương giới, đương nhiên cũng là của Lâm Nhất. Nhưng sau khi ra khỏi Thanh Dương giới thì hai tông môn lớn có tới cả vạn cách để khiến hắn sống không bằng chết. Advertisement. Giữ được mạng còn khó chứ nói gì đến bảo khí. Hai trưởng lão buông lời hứa hẹn rồi nhìn sang Lâm Nhất với vẻ khá tự tin, đoán chắc hắn cũng không dám không đồng ý. Nhưng ai ngờ, Lâm Nhất nghe xong thì chỉ cười mà không nói gì, điều này khiến hai trưởng lão cảm thấy hơi lo lắng các ngươi định tha cho ta nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua cho các ngươi như thế. Lâm Nhất hơi nheo mắt lại, nụ cười điển trai xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng những lời mà hắn nói ra lại như một cây kim độc sắc bén đâm vào tim của hai cao thủ của hai tông môn lớn khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Nhóc con, đừng được nước lấn tới. Một đệ tử của huyết vân môn nghe thấy những lời nói ngông cuồng, bá đạo của Lâm Nhất thì lập tức giận dữ hét lên. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất liền vụt tắt, hắn vừa búng ngón tay thì liền có một tia kiếm quang phóng ra. Khí ngưng tụ thành mũi nhọn sắc bén, chỉ búng ngón tay là có thể làm người khác bị thương. Tiếng xé gió chói tai không ngừng vang lên ù ù, người đó chưa kịp ngậm miệng lại thì kiếm quang đã đâm thủng chán khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Trước mặt hai cao thủ bán bộ huyền quan, Lâm Nhất chỉ búng ngón tay là đã giết chết một người. Tất cả mọi người đều ngây ra, mặt mày hốt hoảng, tròn mắt, cứng miệng ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Vẻ mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lùng, nụ cười biến mất hoàn toàn, ánh mắt cũng lạnh buốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bên kia và hạ giọng nói, ta biết rất rõ trong lòng các người đang tính toán điều gì. Nhưng các người hãy ngoan ngoãn mà nghe đây, không có 10.000 viên tiên thiên đan thì đừng mơ đến việc ta sẽ dừng tay. Trong thanh dương giới, ta không làm được gì hai lão già các ông nhưng những người còn lại thì đừng mơ giữ được mạng. Những người còn lại, đừng ai mơ đến việc sẽ giữ được mạng. Giọng điệu của Lâm Nhất khi nói câu nói cuối cùng rất lạnh lùng, gần như gắn từng chữ, từng chữ một. Chữ nào cũng mang theo sát ý lạnh buốt xuyên tận vào tim, khiến người ta cảm thấy run sợ. Không khí im lặng như tờ. Các đệ tử của Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn đều há hốc miệng, không biết mình có nghe nhầm hay không. Lâm Nhất chỉ có một mình mà lại dám tống tiền bọn họ. Bọn họ là ai chứ? bọn họ là bá chủ của thanh dương giới, là kẻ một tay che trời ở mảnh đất này. Ngoài ba tông môn lớn thì không nể nang ai cả. Nói một không hai, phất tay một cái là có thể hủy một gia tộc lớn trên cả vạn người. Nhưng hôm nay, không ngờ lâm nhất dám uy hiếp ngược lại bọn họ. Các võ giả tiên thiên đứng xem từ xa đều ngơ ngác, câu nói đó của lâm nhất thật sự khiến bọn họ rất sốc. Ta không nghe nhầm đấy chứ không đâu, hắn ta thật sự đang tống tiền kim diệm tông và huyết phân môn, đòi lấy 10.000 viên tiên thiên đan. Trước đó, hai cao thủ bán bộ huyền quan để hắn ta lấy bảo khí là ta đã không dám tin rồi, không ngờ bây giờ hắn ta còn nhòm ngó đến hai tông môn lớn nữa. Lẽ nào ngay từ đầu hắn ta đã có suy nghĩ đó rồi? Không phải chứ, vậy thì hơi đáng sợ rồi đấy. Sau một lúc im lặng, xung quanh bắt đầu xôn xao, tiếng bàn luận lúc trầm lúc bổng Kiểu suy đoán gì cũng có nhưng không ai dám coi lời của Lâm Nhất là nói đùa. Thực lực đáng sợ đến mức có thể giết chết một người chỉ bằng một cái búng tay khiến họ không thể không chú trọng từng câu từng chữ hắn nói ra. Bỗng nhiên, mọi người có vẻ tò mò, rất muốn biết Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn sẽ ứng phó thế nào. Ngông cuồng, vô sỉ. Trưởng lão đứng đầu của Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lâm Nhất và lớn tiếng mắng. Hai người họ là cao thủ bán bộ Huyền Quan, Tu vi mạnh hơn Lâm Nhất không biết bao nhiêu, địa vị thì không cần phải nói. Hai người họ đều đã nhượng bộ, cứ tưởng rằng như thế đã nể mặt đối phương lắm rồi. Nhưng ai ngờ Lâm Nhất chẳng những không coi ra gì mà ngược lại còn làm họ mất mặt, khiến họ phải muối mặt trước mặt bao nhiêu người. Lâm Nhất nhìn dáng vẻ tức giận của hai trưởng lão thì cười gượng và nói cảm ơn lời khen ngợi của hai vị. So với hai vị thì ta vẫn còn non lắm. Có điều hai vị vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rốt cuộc có đưa Tiên Thiên Đan không? Ta thấy người đúng là không biết sống chết mà. Hai trưởng lão thấy Lâm Nhất ngông cuồng như thế, còn dám nhắc đến chuyện Tiên Thiên Đan thì không còn cách nào nhịn nổi nữa. Huyết thủ Già Thiên, trưởng lão của Huyết Vân môn lạnh lùng hét lên, ông ta đột nhiên đưa tay ra, đánh về phía Lâm Nhất. Một trường ảo to lớn bao trùm lấy Lâm Nhất và giáng xuống. Lúc nó giáng xuống, ảo ảnh bàn tay máu dần dần biến thành thật cuối cùng biến thành một bàn tay xương màu máu cực lớn. Chiêu thức kinh thiên động địa như thế, rõ ràng là không muốn chừa đường sống cho người khác. Bàn tay xương màu máu đáng sợ đó toát ra yêu khí, đầy khí thức hung tợn và tàn ác. Thấp thoáng như hòa cùng với trời đất, áp lực nặng nề đè xuống, khiến người ta hô hấp rất khó khăn. Không hổ là cao thủ bán bộ huyền quan, vừa ra tay đã khiến người ta có cảm giác kinh sợ đến tột độ. Thực lực khủng khiếp như thế là tu vi thật sự, phải mất hơn nửa cuộc đời để tích lũy mới có được. Chảm tướng quyết, âm. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 14.